Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 18. Sắc mặt viện trưởng Chu thay đổi, cậu là ai, muốn làm gì? Ông viện trưởng Chu này cũng nghe qua danh của Tần Đại Sư nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy anh. Nhìn thấy Tần Lâm xông vào, ông ta trợn trừng mắt nổi giận. Tần Lâm cười khẩy, tôi là ai ông không cần biết, ông có thể xem bọn họ là ai. Nói xong viện trưởng Chu nhìn một đám người đứng sau lưng Tần Lâm, có người cầm mic. Có người cầm máy quay. Phóng viên. Viện trưởng Chu trợn to mắt, không ngờ lại có người đem cả phóng viên đến. Bọn họ sợ nhất là mấy tai nạn y khoa bị đăng lên báo. Một khi bị đăng lên báo, viện trưởng như ông ta chắc chắn không thoát nổi tội. Làm gì vậy? Mấy người quay cái gì vậy? Đây là bệnh viện, không phải là chỗ mà mấy người có thể tùy tiện quay phim chụp ảnh. Nói xong, viện trưởng Chu đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm và hai bố con ông ta. Phóng viên cũng bị chặn ở bên ngoài. Lâm Nguyệt Giao có hơi buồn bực, hỏi nhỏ, anh đến đây làm gì? Tần Lâm nhìn thấy đơn thuốc trên bàn, nói với Lâm Nguyệt Giao. Dì Phùng đến chỗ của em khám bệnh, uống xong hai viên thuốc theo đơn liền ngất ở nhà. Lâm Nguyệt Giao sững sờ, sao cơ, thuốc ghi trên đơn của dì Phùng cũng là loại này. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, tức giận nhìn Chu Khôn, không cần hỏi, nhất định là do Chu Khôn làm. Tên Chu Khôn này cấu kết với công ty thuốc, kê đơn cho người bệnh uống một đống thực phẩm chức năng vớ vẩn nhằm kiếm lời, loại người như này không đáng làm bác sĩ. Chu Khôn mãi không nói gì, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Chủ nhiệm Lâm, đừng cho rằng tìm được người giúp đỡ là giỏi lắm, bố tôi vừa nói rồi, chuyện này tất cả đều là trách nhiệm của cô. Cho dù có nói sự thật cho người ngoài nghe, cô là bác sĩ chữa chính, trách nhiệm đương nhiên là của cô, không bằng cô nhận trách nhiệm đi. Bố con tôi còn có thể ghi nhận ơn tình này. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hừ một tiếng, anh mơ đi. Chu Khôn lạnh lùng cười, nếu đã vậy, thì cô đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, Chu Khôn cởi áo blue trắng ra, bên trong mặc áo ngắn tay, lộ ra hai bắp tay chắc nịch, cường tráng. Chu Khôn lộ vẻ đắc ý, quên không nói cho cô biết, khi tôi học đại học, tôi giữ chức quán quân môn vật toàn tỉnh. Mặt Lâm Nguyệt Giao biến sắc. Tần Lâm đứng bên cạnh cô ấy vốn cũng rất lợi hại, nhưng không ngờ Chu Khôn lại lợi hại đến vậy, là quán quân môn vật. Viện trưởng Chu mỉm cười, lùi về sau mấy bước, ngầm cho phép hành vi này, có vẻ như hai bố con nhà này chuẩn bị ra tay rồi. Chu Khôn nắm tay thành quyền, bước từng bước về phía Lâm Nguyệt Giao và Tần Lâm, trong mắt anh, loại gầy gò như Tần Lâm chỉ cần đánh một cú là gục rồi, thậm chí còn chả chịu nổi một cú. Hôm nay nếu như mấy người không đồng ý thì đừng hòng ra khỏi căn phòng này. Nói xong, Chu Khôn duỗi tay ra tóm lấy vai Tần Lâm, chuẩn bị hạ anh rồi nói tiếp. Tuy nhiên khi Chu Khôn vừa vươn tay ra, Tần Lâm đột nhiên bấu vào cổ tay của anh ta. Tay anh cứ như kìm sắt vậy, cổ tay Chu Khôn đau đớn, sắc mặt thay đổi, tên nhãi này kỳ quá, tay phải liền tung quyền thẳng vào mặt Tần Lâm. Tuy nhiên quyền còn chưa đến nữa, tay phải Tần Lâm đã dùng lực. Bóp gãy tay Chu Khôn. Sắc một tiếng, tay Chu Khôn đau đớn vô cùng, hai đầu gối cong xuống, quỳ luôn xuống đất. Anh thả tôi ra, có tin tôi giết anh không? Tần Lâm lạnh lùng cười, tôi không tin. Nói xong, Tần Lâm dùng tay bóp lấy cổ Chu Khôn, nâng anh ta lên. Mở cửa sổ, giơ Chu Khôn ra ngoài. Anh có tin tôi vứt anh ra ngoài không? Chu Khôn sợ chết khiếp, anh ta cũng là một tên đàn ông cường tráng nặng 85 cân. Nhưng trong tay Tần Lâm lại như một món đồ chơi vậy, cứ nhẹ nhàng mà nâng anh ta ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng 10, rơi xuống thì chết chắc. Dưới chân chỉ là không khí, Chu Khôn sợ mất mật, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa tè ra quần. Tôi tin, tôi tin. Viện trưởng Chu cũng sững sờ, không ngờ con trai lại bị tên nhãi này khống chế. Đừng làm vậy, đừng làm vậy, chúng tôi sai rồi, cậu nói như nào liền là như thế. Mặt viện trưởng Chu tái mét, suýt nữa quỳ xuống trước Tần Lâm. Lâm Nguyệt Giao cũng sợ giật mình, không ngờ Tần Lâm mạnh đến thế, có điều phương pháp dùng bạo lực để khống chế bạo lực này cũng ác thật. Anh họ, anh đừng đùa với mạng của người ta. Tần Lâm từ từ lôi Chu Khôn vào phòng, vứt trên đất, lạnh lùng nói. Không có gan thì đừng chơi ác, trên đời này có đầy người ác hơn anh. Chu Khôn sợ đến mức chảy đầy mồ hôi lạnh, nằm liệt trên mặt đất. Không nói được câu nào. Tần Lâm mở cửa cho phóng viên đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chẳng mấy chốc,
Chuyện đã được đăng báo, thực ra người bị hai loại thuốc này hại không ít, nhưng người có thân phận đặc biệt nhất trong chỗ đó là Tiết Ngọc Kiều, bà chủ của tập đoàn Đông Khí, có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhà máy sản xuất viên hoàn sinh tinh và rượu Hoạt Lạc tên là xưởng sản xuất thuốc Đông Lâm, giám đốc tên là Phúc Đông Lâm, chuyện này được đăng báo chưa đến nửa giờ đã có vô số người gọi đến, rất nhiều người tiêu dùng bắt đầu kiện, hơn nữa cục quản lý dược bắt đầu tiến hành điều tra ông ta. Phúc Đông Lâm thực ra đã sớm chuẩn bị chuyện này, vội vàng cầm quà đến một căn biệt thự nhỏ yên tĩnh ở xa. Bên trong sân biệt thự có một ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi uống trà. Phúc Đông Lâm vào trong vườn nhìn thấy ông lão liền cười hi hi mà nói. Chú Chử, cháu đến thăm chú đây. Nếu như để người của Bệnh viện Nhân dân nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra Chử lão gia này viện trưởng tiền nhiệm của Bệnh viện Nhân dân, vô cùng có tiếng tăm. Chử lão gia đeo kính, cười nói, Đông Lâm đến à, sao tự nhiên nhớ đến ông già này vậy? Chú Chử, lời này của chú là sao vậy, ngày thường cháu vẫn hay đến thăm chú mà. Có điều dạo này có nhiều chuyện khiến cháu đau đầu nên không có thời gian đến. Chử lão gia sững sờ, chuyện gì khiến cháu phiền lòng? Hai, viện trưởng à, lúc trước cháu có gửi chú một viên hoàn sinh tinh đó, với cả rượu Hoạt Lạc, bây giờ có người uống hai loại thực phẩm chức năng đó thì gặp chuyện, nhưng không thể trách cháu được, thực phẩm chức năng của cháu không phải là thuốc, người bệnh uống vào không có phản ứng tốt, cũng không thể bảo thực phẩm chức năng của cháu có vấn đề được. Viện trưởng Chử nhíu mày, chú xem qua hai loại thực phẩm chức năng này rồi, cách điều chế không có vấn đề, hơn nữa chú từng uống rồi, có hiệu quả tốt, sao lại xảy ra vấn đề được? Phúc Đông Lâm vỗ đùi, chú nói đúng lắm, rõ ràng là bác sĩ đó không hiểu rõ, cách chữa có vấn đề, nên đổ tội lên đầu cháu, bây giờ cánh truyền thông đang đợi để phỏng vấn cháu, chú Chử, cháu nên làm thế nào bây giờ? Phúc Đông Lâm cũng là họ hàng của viện trưởng Chử. Viện trưởng vừa nghe thấy chuyện này liền nhíu mày. Đi, chú đi cùng cháu đến bệnh viện, nếu như thực sự vấn đề nằm ở bác sĩ, chú nhất định sẽ giúp cháu giải thích rõ ràng. Viện trưởng Chử từng xem qua hai loại thực phẩm chức năng, về lý mà nói sẽ không xảy ra chuyện gì, cho dù bị dị ứng với thành phần thuốc, thì sau khi dùng cũng không có tác dụng phụ, sao có thể xảy ra chuyện lớn được. Viện trưởng Chử và Phúc Đông Lâm đến bệnh viện, lúc này bệnh viện đã bị rất nhiều người bao vây. Tổng giám đốc của tập đoàn Đông Khí Điền Gia Ấn đã đến, phóng viên cũng bao vây kín bệnh viện, nếu như hôm này không đưa ra lời giải thích, e rằng bọn họ sẽ đăng báo tin tức về bệnh viện này. Viện trưởng Chử đi lên trước, nhíu mày, mọi người dẹp ra một chút, để cho chúng tôi đi vào. Mọi người nhìn thấy viện trưởng, vội vã đứng dẹp thành một con đường, mặc dù viện trưởng Chử đã nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn rất quyền lực, mọi người đều vô cùng tôn trọng ông ấy. Viện trưởng Chử đi vào trong đám người nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao và bố con viện trưởng đang bị bao vây, họ đang cố gắng giải thích. Các vị, chuyện chữa trị lần này, không phải trách nhiệm của chúng tôi, vị này là Tổng Giám Đốc Điền phải không ạ? Mặt Điền Gia Ấn lạnh lùng, vợ tôi chữa bệnh ở bệnh viện của mấy người, uống thuốc mấy người kê đơn xong liền nôn ọe, hôn mê bất tỉnh, vừa phải rửa ruột vừa phải thuốc nôn, suýt nữa mất mạng, nhất định mấy người phải giải thích rõ chuyện này cho tôi. Viện trưởng Chử gật đầu, anh yên tâm, đây là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, người chữa chính là ai? Lâm Nguyệt Giao đứng lên, là tôi. Viện trưởng Chử về hưu khá lâu rồi, nên không biết Lâm Nguyệt Giao, có điều nhìn thấy cô ấy trẻ như vậy liền cau mày. Cô là bác sĩ chữa chính, đã rõ nguyên nhân của vấn đề này chưa? Lâm Nguyệt Giao gật đầu, thưa viện trưởng. Chuyện chữa trị lần này là do bác sĩ Chu Khôn vì tư lợi mà thay đổi đơn thuốc của tôi, kê hai loại thuốc vi phạm quy định, dẫn đến việc người bệnh có triệu chứng như vậy. Nghe thấy năm chữ thuốc vi phạm quy định, Phúc Đông Lâm lập tức không vui, đứng dậy nói. Vị bác sĩ này, xin cô nói năng có tâm tí, thuốc của chúng tôi vi phạm quy định gì? Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, ông chính là quản đốc của xưởng sản xuất viên hoàn sinh tinh và rượu Hoạt Lạc sao? Phúc Đông Lâm đứng thẳng người. Không sai, tôi chính là quản đốc, tôi và vợ tôi thành lập xưởng sản xuất thuốc này được mấy năm rồi, cũng có tiếng ở thành phố Đông Hải này. Hôm nay trước mặt giới truyền thông, tôi có thể nói, thực phẩm chức năng của chúng tôi không có tác dụng phụ, thành phần thuốc đều được viết rõ ràng, mấy người không tin, có thể tự xem. Phúc Đông Lâm cứng như vậy vì ông ta biết mấy giáo sư chuyên gia bác sĩ cũng không tìm ra phương thuốc này có vấn đề gì. Viện trưởng Chử gật đầu, tôi cũng từng xem qua cách điều chế của hai loại thực phẩm chức năng viên hoàn sinh tinh và rượu Hoạt Lạc này,
không có công hiệu gì đặc biệt, chỉ có tác dụng bảo vệ sức khỏe mà thôi. Tôi dùng xong cảm thấy toàn thân khỏe mạnh, không thấy có vấn đề gì, mấy người thì sao? Mấy chuyên gia có kinh nghiệm ở Bệnh viện Nhân dân lấy ra hai bình thuốc kiểm tra cẩn thận một lần, rồi nhìn nhau, lắc đầu. Đều là thuốc bổ, chắc không có vấn đề gì. Tần Lâm đứng dậy, lạnh lùng nói. Bên trên chỉ có thành phần chứ không có liều lượng, vậy mà mấy người dám nói không có vấn đề. Bên trên viết rất rõ ràng, cát căn, quế chi, trá điềm thảo. Nếu như thành phần trá điềm thảo này mà vượt quá 50%, mấy người có dám nói loại thuốc này không có vấn đề không? Lời Tần Lâm khiến cho mọi người im lặng, đúng vậy, cách điều chế thuốc phương thuốc đông y có vô vàn, không tính đến liều lượng thì đúng là vứt đi. Sắc mặt Phúc Đông Lâm thay đổi, ông ta nói, rõ ràng cậu đang cãi cùn mà, liều lượng thuốc là bí mật trong kinh doanh, chẳng nhẽ có thể tùy tiện nói ra sao? Lời Phúc Đông Lâm cũng không hẳn vô lý. Liều lượng của phương thuốc là bí mật, nếu thực sự viết rõ ra thì những xưởng sản xuất thuốc khác chẳng phải cũng có thể sản xuất ra sao. Nhưng nếu không viết rõ liều lượng, thì cũng không thể chứng minh loại thuốc này không có vấn đề, cái này khiến hai bên cùng khó. Tần Lâm lạnh lùng cười khẩy, có gì mà khó đâu, báo cảnh sát đi, báo cảnh sát xong đương nhiên có thể đi giám định, đến lúc đó liều lượng thế nào là rõ ngay. Phúc Đông Lâm bắt đầu hơi hoảng, có điều ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Ha ha, đâu cần phiền phức như vậy, dù sao hôm nay các bên truyền thông cũng đang ở đây, nói ra liều lượng cũng không thành vấn đề, hai loại thuốc này mấy ngày trước chúng tôi đã nộp đơn xin bản quyền sáng chế, mọi người xem đi. Nói xong, Phục Đồng Lâm rút ra đơn ghi thành phần thuốc đã chuẩn bị từ trước, đưa cho mọi người xem. Phương thuốc này đương nhiên là thật, vì vậy Phục Đồng Lâm rất tự tin, nếu đã là thật thì đám lang băm này sẽ không phát hiện ra vấn đề gì. Phương thuốc với đầy đủ liều lượng thuốc được đưa qua, mấy chuyên gia có kinh nghiệm nhìn qua một lần, đều gật đầu, không phát hiện ra vấn đề gì, phương thuốc này là phương thuốc bình thường. Nó là thực phẩm chức năng, người bệnh có thể xuất hiện trạng thái không tốt như dị ứng, có điều không nghiêm trọng, triệu chứng hôn mê bất tỉnh, nôn ra dịch trắng như Tiết Ngọc Kiều thực sự không phải vì vấn đề của thực phẩm chức năng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy bác sĩ đùn đẩy trách nhiệm khiến Điền Gia Ấn tức giận. Mấy người rốt cuộc đang làm gì, loại thuốc này rốt cuộc có vấn đề không? Phúc Đông Lâm ưỡn thẳng lưng, Tổng Giám Đốc Điền, tôi nói với anh, loại thực phẩm chức năng này của tôi chắc chắn không có vấn đề, nhiều người uống như vậy đâu xảy ra vấn đề gì, sao đến vợ anh uống lại xuất hiện vấn đề? Chắc chắn là do cô lang băm này kê đơn vớ vẩn mới dẫn đến việc vợ anh gặp chuyện như vậy. Ông, mặt Lâm Nguyệt Giao tái nhợt. Phúc Đông Lâm không biết xấu hổ, rõ ràng phương thuốc của bọn họ có vấn đề, mà còn đổ trách nhiệm cho cô ấy. Là do Chu Khôn và xưởng sản xuất thuốc Đông Lâm cấu kết với nhau nên mới xuất hiện tai nạn y tế như vậy, kết quả mấy người này lại đổ hết trách nhiệm lên người cô ấy, đúng là không biết xấu hổ. Tần Lâm cười khẩy, đúng không? Ông có chắc chắn là thuốc của ông không có vấn đề không? Không sai, sao cậu cứ cảm thấy thuốc của tôi có vấn đề vậy? Có lời nào thì nói luôn đi. Tần Lâm cầm phương thuốc đến trước mặt phóng viên, đặt phương thuốc trước ống kính, giải thích rõ phương thuốc. Viên hoàn sinh tinh này dùng ma hoàng, tế tân, phụ tử, quế chi. Chợt nhìn thì giống như không có vấn đề, nhưng nếu là người hiểu một chút về đông y thì có thể thấy, quế chi và tế tân bị thừa. Tần Lâm nói đến chỗ này, mấy chuyên gia đều gật đầu. Đúng vậy. Vừa nghe đến cái tên viên hoàn sinh tinh này thì biết đây là thuốc bồi bổ cơ thể, những dược liệu bên trong đều có công hiệu như vậy, nhưng quế chi và tế tân là dư thừa. Cũng có thể nói, sản phẩm này không cần hai vị thuốc này đã ổn rồi. Về lý mà nói, khi sản xuất dược phẩm, giá thành càng thấp càng tốt, hơn nữa thừa hai vị thuốc lại hơi nguy hiểm, nhỡ may người bệnh dị ứng với hai vị thuốc này thì sao? Cái này không hợp lý. Sau đó... Tần Lâm lại lấy ra phương thuốc của rượu hoạt lạc. Mọi người xem, phương thuốc này, bạch thược, hoàng sâm, gừng, đương quy, rượu trắng. Cũng như vậy, rượu thuốc, gừng và đương quy ở bên trong cũng không có tác dụng, dùng gừng ngâm rượu, không những không có tác dụng mà còn có thể khiến cho vị rượu tệ đi, thử hỏi, thương nhân bình thường có ai lại điều chế rượu thuốc như vậy không? Tần Lâm lại hỏi thêm một câu, thực sự rất có đạo lý, hai phương thuốc này đều có chút vấn đề. Chỉ cần là người hiểu một chút về y thuật là có thể nhìn ra được phương thuốc này thừa mấy vị thuốc, nhưng xưởng sản xuất thuốc Đông Lâm này lại không phát hiện ra,
đây chính là vấn đề. Phúc Đông Lâm nhíu mày, sắc mặt hơi hoảng, cậu nói linh tinh gì vậy, phương thuốc này là do tổ tiên tôi truyền lại, mấy người cảm thấy thừa là vì y thuật của mấy người không cao. Tần Lâm cười khẩy, ông hoảng cái gì, tôi còn chưa nói xong. Tần Lâm đặt hai phương thuốc lại cạnh nhau. Mọi người nhìn xem, nếu kết hợp hai loại thuốc này lại, loại bỏ bạch thược, hoàng sâm. Mọi người xem, đây là thuốc gì? Cách nói của Tần Lâm là để mọi người nghĩ ngược lại, bốn thành phần quế chi, tế tân, gừng, đương quy đều dư thừa, nhưng dựa theo ý của Tần Lâm, nếu bốn vị thuốc này là thành phần cần thiết, còn bạch thược và hoàng sâm trở thành không cần thiết, kết hợp lại với nhau. Mọi người lập tức nhíu mày, ngay cả viện trưởng Trử cũng lấy để xem một lần, đột nhiên nói. Nếu mà thêm đường phèn, chẳng phải thuốc tráng dương sao? Tần Lâm cười nhạt, giơ ngón cái với viện trưởng Trử, có thể lên làm viện trưởng thì cũng phải có chút thực lực. Vừa nói đến thuốc tráng dương, mọi người lập tức ồn ào, ai ai cũng trợn mắt há mồm, thuốc tráng dương là gì? Sắc mặt Phúc Đông Lâm vô cùng khó coi, mấy người đừng có nói linh tinh, vừa nãy viện trưởng vừa nói gì, còn thiếu đường phèn, cậu dựa vào cái gì để nói đây là thuốc tráng dương? Tần Lâm nói, bởi vì ông rất thông minh, ông lo bị người khác phát hiện nên không để lại chứng cớ mà nói cho mấy bác sĩ tiêu thụ thuốc giúp ông, bảo bọn họ bảo người bệnh phải uống thuốc và ăn hoa quả cùng lúc. Bên trong hoa quả có lượng đường cao, vậy nên cũng có hiệu quả tương đương với ăn đường phèn. Hoa quả, viên hoàn sinh tinh, rượu hoạt lạc, ba thứ này đứng một mình thì có vẻ không có vấn đề gì nhưng kết hợp với nhau lại là thuốc tráng dương. Thuốc này làm suy giảm các chức năng của cơ thể. Dù là đàn ông dùng thì cũng sẽ có di chứng rất lớn. Mặc dù cảm thấy tinh lực hưng thịnh, thậm chí cả ngày không ngủ cũng không buồn ngủ nhưng như này thực sự đã làm suy giảm chức năng của cơ thể. Nếu dừng thuốc, trạng thái tinh thần sẽ trở nên uể oải, khó chịu, xuất hiện hiện tượng đau đầu, mất ngủ, buồn nôn. Hơn nữa mọi người nghĩ xem, nếu phụ nữ uống thuốc tráng dương thì có hiệu quả gì? Tần Lâm nói một tràng khiến sắc mặt Phúc Đông Lâm đen xì, còn hơi hoảng loạn nữa. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà thuốc tráng dương? Mọi người đừng nghe cậu ta nói, cậu ta rõ ràng chỉ đang nói láo. Lời phản bác của Phúc Đông Lâm không có hiệu quả nữa rồi, phân tích của Tần Lâm rất có lý, có căn cứ, hơn nữa ở đây có nhiều chuyên gia thế này, sau khi Tần Lâm phân tích xong đều nhìn vào bản chất của phương thuốc. Chẳng trách nhiều người uống thuốc xong lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, vớ vẩn, đây rõ ràng là thuốc tráng dương, tinh thần có thể không phấn chấn sao? Cứ như uống thuốc hưng phấn vậy, khi uống thì tinh thần lên cao, nhưng hết thuốc thì cũng trở nên uể oải, chán nản, chậm chí không thể tự lo liệu được sinh hoạt cơ bản. Cứ như vậy, chỉ có thể tiếp tục uống, sau đó cơ thể tiếp tục suy nhược. Từ góc độ bản chất, loại thuốc này đang hại người. Lúc này viện trưởng Trử mới hiểu nguyên lý của thuốc, Phúc Đông Lâm đúng là một tên khốn, dám dùng phương thuốc này để hại người bệnh, quan trọng nhất là để hại bệnh viện của bọn họ. Viện trưởng Trử trợn mắt, tức giận nhìn ông ta. Phúc Đông Lâm, chuyện này cháu để mọi người xử lý đi. Nói xong, viện trưởng Trử liền quay người rời đi. Lần này ông ấy đến vốn muốn ra mặt giúp Phúc Đông Lâm, kết quả Phúc Đông Lâm lại giở trò bịp bợm, khiến ông ấy mất hết mặt mũi. Viện trưởng Trử đi xong, Phúc Đông Lâm cũng muốn đi, tuy nhiên Điền Gia Ấn đã chuẩn bị trước, ấn Phúc Đông Lâm xuống đất, mấy bảo vệ tiến lên chặn ông ta lại. Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy, mau thả tôi ra. Điền Gia Ấn lạnh lùng hừ một tiếng, ông bán thuốc giả, giữ mấy lời kia nói với cảnh sát đi. Điền Gia Ấn gọi mấy vệ sĩ đến lôi ông ta vào xe, sau đó báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến bắt ông ta đi. Điền Gia Ấn đến trước mặt Tần Lâm bắt tay, khách khí đưa danh thiếp. Tiểu thần y, xin hỏi cậu là bác sĩ của khoa nào vậy? Tần Lâm, tôi không phải là bác sĩ của bệnh viện này, em họ tôi làm ở đây. Tôi tự mở y quán. Ồ, y quán của tiểu thần y tên là gì, sau này tôi sẽ thường xuyên ghé thăm. Tần Lâm cười nói, y quán Hiên Viên phố Đông Y, tốt nhất đừng đến chỗ của tôi, khỏe mạnh là được rồi. Điền Gia Ấn sững sờ, sau đó cười lớn, tiểu thần y nói có lý lắm, trẻ tuổi mà y thuật cao siêu, lại nhân hậu như vậy, thực sự khiến Điền Mỗ kính phục. Hôm nào Điền Mỗ nhất định sẽ đến nơi chào hỏi cậu. Ấn tượng của Tần Lâm với Điền Gia Ấn rất tốt, trẻ tuổi, khí chất bất phàm, đứng trước mặt nhiều bác sĩ như vậy cứ thẳng thắn nói, có thể dùng chứng cứ để vạch trần sự lừa đảo của xưởng sản xuất thuốc này, thực sự lợi hại.
Sau khi mọi người rời đi, Điền Gia Ấn bảo Tần Lâm kê đơn thuốc cho Tiết Ngọc Kiều, dù bác sĩ khác ở bệnh viện nhân dân cũng có thể kê được, nhưng Điền Gia Ấn không tin tưởng người khác, nên nhờ Tần Lâm giúp đỡ. Sau đó, viện trưởng Chu và con trai ông ấy Chu Khôn cũng bị đuổi việc, phó viện trưởng Lý Trung Chính đương nhiệm nhậm chức viện trưởng. Lý Trung Chính là fan của Tần Lâm, sau khi khám bệnh cho Tiết Ngọc Kiều xong, Lý Trung Chính liền đi đến nói nhỏ với Tần Lâm. Tần Đại Sư, chúng ta nói chuyện một chút trong phòng làm việc được không? Tần Lâm sững sờ, nhìn thấy viện trưởng mới đang cười he he, cũng không nỡ chối từ. Đến phòng làm việc, Lý Trung Chính nói. Tần Đại Sư, bây giờ tôi là viện trưởng, tôi muốn mời cậu trở thành chuyên gia đặc biệt của bệnh viện, cậu xem có được không? Tần Lâm sững sờ, chuyên gia đặc biệt, tôi không muốn làm việc ở bệnh viện. Tần Lâm phải làm dạng danh y quán hiên viên, đã dùng tên sư phụ để đặt, nên anh không thể đến bệnh viện làm việc được. Lý Trung Chính vội vàng nói, Tần Đại Sư yên tâm, chuyên gia đặc biệt này chỉ là cái danh mà thôi, cậu không cần khám bệnh, nếu như chúng tôi có trường hợp bệnh khẩn cấp, hoặc chứng bệnh khó chữa mà tất cả mọi người đều bó tay chịu trói thì hy vọng cậu có thể dành thời gian đến giúp đỡ chúng tôi, bệnh viện cũng không dư giả gì, mỗi tháng sẽ đưa cậu một lượng tiền lương tượng trưng, có được không? Tần Lâm gật đầu, không cần lương đâu, ông cứ thêm lương của tôi vào phần lương của Lâm Nguyệt Giao là được. Chuyên gia đặc biệt này cũng chẳng có tác dụng gì, nếu bệnh viện thực sự không chữa được thì anh cũng vui vẻ giúp đỡ. Vậy thì tốt, cứ như thế nhé, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây. Tần Lâm đi ra liền đến phòng làm việc của Lâm Nguyệt Giao nói chuyện mấy câu, Lâm Nguyệt Giao càng ngày càng hiếu kỳ với ông anh họ này. Phương thuốc lúc nãy anh đoán ra thế nào thế? Hai loại thuốc bị che giấu một cách kỹ càng, phải uống cùng hoa quả mới lộ ra, ẩn giấu đến thế, người thường không thể nào phát hiện ra. Ngay cả chuyên gia có kinh nghiệm cũng không phát hiện ra, sao Tần Lâm lại có thể phát hiện ra được? Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ của anh, không phải bây giờ mới phát hiện ra mà đã nhìn ra từ lâu rồi, khi anh đưa dì Phùng đến có lẽ đã biết phương thuốc này không ổn rồi. Tần Lâm cười, em đoán xem. Lâm Nguyệt Giao này mãi không chịu tin Tần Lâm có y thuật cao siêu, Tần Lâm cũng cảm thấy rất thú vị, nên không giải thích với cô ấy. Lâm Nguyệt Giao nhíu mày, đừng có nói lại là phương thuốc cổ truyền của anh đấy nhé. Lần trước anh bảo đưa sách cho em, anh chưa đưa đâu, lúc nào mới định đưa cho em đây? Á, Tần Lâm hơi ngượng, anh còn chưa viết thì móc đâu ra sách, tháng sau nhé, tháng sau anh sẽ đưa cho em. Được rồi, để em đưa anh ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao và Tần Lâm ra khỏi phòng làm việc, đưa anh ra ngoài. Đến cổng, trên tường vinh danh các bác sĩ, Lâm Nguyệt Giao tùy ý nhìn một cái, bên trên có ảnh và chức vụ của bác sĩ bọn họ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, giáo sư, chuyên gia. Nhưng nhìn qua mới phát hiện ra có một bức ảnh mới. Nhìn kỹ mới nhận ra đây là Tần Lâm. Lâm Nguyệt Giao đứng dưới bức tường vinh danh, nhìn thấy lời giới thiệu của Tần Lâm. Tần Lâm. Chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân. Chuyên chữa các chứng bệnh khó chữa. Vẻ mặt Lâm Nguyệt Giao trở nên vô cùng đặc sắc. Chuyên gia đặc biệt, anh. Nhìn thấy lời giới thiệu kia, Lâm Nguyệt Giao không dám tin vào mắt mình, cô ấy chỉ là chủ nhiệm mà Tần Lâm lại là chuyên gia. Tần Lâm cười mỉm, sao vậy, lợi hại không? Lâm Nguyệt Giao hạn hán lời, lợi hại cái đầu anh, viện trường cho anh chức chuyên gia mà anh cũng dám nhận à? Nhỡ may sau này thật sự có bệnh nhân đến tìm anh chữa kiểu gì? Tần Lâm nói, anh đâu có ngồi khám đâu, chỉ được phong danh thôi. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi, tên này may thế, chó ngáp phải ruồi hai lần, hưởng lợi thế này, ngay cả viện trưởng Lý mới nhậm chức cũng đề cao anh, thực sự khiến người khác cạn lời mà. Đương nhiên rồi, Tần Lâm có danh tiếng, Lâm Nguyệt Giao cũng vui. Cô chỉ lo Tần Lâm hữu danh vô thực, có danh tiếng nhưng không có bản lĩnh. Sau này có ngày lại bị người khác vạch trần. Được rồi anh họ, lúc trước nghe nói hình như đài truyền trung ương có chương trình mới, Đại hội Đông y, chuyên môn nghiên cứu thảo luận Đông y, đến lúc đó anh có thể xem. Được, nếu thực sự có chương trình này, Tần Lâm nhất định sẽ đón xem. Lúc này giới Đông y xuất hiện tin tức động trời, đại sư Đông y 90 tuổi Hoàng Văn Tinh hôm nay đã qua đời. Vốn một đại sư Đông y qua đời, không động trời đến vậy. Cùng lắm cũng chỉ có giới Đông y tưởng nhớ, với cả người bệnh tham gia lễ tang mà thôi. Dù sao ông cụ đã 90 tuổi rồi, cũng được coi là an hưởng tuổi già, bình yên ra đi. Nhưng đối với đài truyền hình trung ương mà nói, đây là một tin tức vô cùng buồn.
chuẩn bị hơn nửa năm chương trình đại hội đông y, vốn muốn Hoàng Đại Sư giữ chức chuyên gia của chương trình, kết quả Hoàng Đại Sư lại gặp chuyện, bây giờ nên xử lý thế nào đây? Tổng thanh tra, chương trình của chúng ta tốn nhiều tiền như vậy, không thể tạm dừng như này được. Triệu Lệ Khôn gật đầu, tôi quen một bác sĩ đông y, tuy cậu ấy còn trẻ nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có thể đảm nhiệm được. Triệu Lệ Khôn vừa nói xong, mấy đạo diễn và bên sản xuất đều nhíu mày. Bác sĩ đông y trẻ tuổi, tổng thanh tra Triệu, sao cô quen cậu ấy? Triệu Lệ Khôn nói, tháng trước khi tôi đến phố đông y, có đi qua một công trường, dẫm phải một chiếc đinh dài, xuyên qua gót đến tận bắp chân. Nói xong, Triệu Lệ Khôn cởi giày cao gót ra cho mọi người xem vết thương đã lành hẳn của mình, vẫn còn lưu lại vết đinh đâm. Ui! Mọi người đều hít vào một hơi, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau rồi, sau lưng nổi hết da gà. Triệu Lệ Khôn chỉ vào chỗ bắp chân nói, lúc đó khi tôi bị đâm, tôi đi mấy bệnh viện, mọi người đều biết đấy, tôi bị dị ứng thuốc tê, không dùng thuốc tê được, bác sĩ ngoại khoa cũng không dám chữa cho tôi. Cuối cùng, tôi đến đường cùng chỉ có thể chọn một y quán ở phố Đông Y, sau khi vào, bác sĩ ở đó là một người thanh niên, nói chắc mọi người không tin nhưng khi rút đinh ra, tôi gần như không đau tí gì cả. Đạo diễn và tổ sản xuất sững sờ, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô à? Đâu có. Vậy tiêm thuốc an thần à? Không đâu, cả quá trình tôi đều rất tỉnh táo. Mọi người hơi cạn lời, làm sao thế được, không có thuốc tê mà rút đinh ra không đau chết á? Triệu Lệ Khôn nói, lúc trước tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đúng là thần kỳ thế đó, bác sĩ đó tay trái bóp cằm tôi, tay phải giữ bắp chân tôi, hai tay dùng sức, tôi chỉ cảm thấy cằm và bắp chân tôi đau một trận kinh khủng. Sau đó, con trai tôi dùng sức rút một cái. Khi rút ra thì cảm thấy đau, nhưng rất nhanh, chưa đến một giây đã xong rồi. Triệu Lệ Khôn nói như vậy, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Đây là bậc thầy đông y nào vậy? Chúng tôi đã xem qua danh sách bậc thầy đông y rồi, ở Đông Hải chỉ có Khổng Phàm Lâm thôi. Khổng Phàm Lâm, đó là bậc thầy đông y trẻ nhất cả nước, tuy nhiên dù có giấy chứng nhận, bậc thầy đông y, thì vẫn khá trẻ, có thể đảm nhiệm được không? Không sai. Tôi cũng từng xem qua giấy chứng nhận của Khổng Phàm Lâm, chỉ chưa đến 50 tuổi, đúng là quá trẻ, muốn người khác nể phục trong đông y thì phải hơn 70 tuổi. Ngành đông y này càng già càng giỏi, bởi vì kinh nghiệm tích lũy càng nhiều, nhiều chứng bệnh đã chữa đến hàng ngàn hàng vạn lần rồi, khi bắt tay vào việc, thậm chí nhiều chứng bệnh chưa cần bắt mạch đã đoán ra bệnh rồi. Nếu như một bác sĩ chỉ mới hơn 20 tuổi, dù y thuật cao siêu đến đâu, e rằng người khác cũng không phục. Nghe mọi người nói như vậy, Triệu Lệ Khôn im lặng. Không phải là bậc thầy đông y, cậu ấy trẻ hơn mấy người tưởng tượng nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Triệu Lệ Khôn, mọi người đều sững sờ. Tổng thanh tra Triệu, ý cô là cậu ấy chưa đến 40 tuổi. Vậy thì không được, bác sĩ như vậy nếu là bác sĩ khoa ngoại thì có thể giỏi nhưng đông y thì e rằng không thể. Tôi nghĩ không được đâu, 35-36 tuổi. Trên phương diện đông y đã có thành tựu gì chứ? Nghe thấy mấy người đang thảo luận, vẻ mặt của Tổng Thanh tra Triệu càng phức tạp hơn. Không phải là 35-36 tuổi, chính xác hơn là tầm 25-26 tuổi. Bốp! Cuốn sổ trên tay của một người đạo diễn rơi xuống đất, tất cả mọi người lập tức không nói nên lời. Tổng Thanh tra Triệu, chị đang đùa đấy à? 25-26 tuổi thì vừa mới tốt nghiệp mà. Các trường đại học y có trình độ cao đều đào tạo 5 năm cả, tốt nghiệp đại học xong đều đã 23-24 tuổi rồi, tầm tuổi đấy liệu có kinh nghiệm khám chữa không? Điều này có vẻ đùa hơi quá trớn rồi đó Tổng Thanh tra Triệu. 25-26 tuổi thì liệu có chữa được bệnh của chị không? Không phải lừa đảo đấy chứ? Đúng vậy, có một số bác sĩ là lừa đảo, hoặc là những người trẻ tuổi kiêu ngạo to gan, giả vờ giả vịt, Tổng Thanh tra Triệu, chị phải cẩn thận đó. Tôi nghĩ vẫn cứ nên chọn những người bậc thầy đông y đi, hay là chọn Khổng Phàm Lâm cũng được đó. Nghe thấy mọi người nghi ngờ, Tổng Thanh tra Triệu nói. Có điều mọi người chưa biết, Khổng Phàm Lâm là ông chủ hai của y quán đó. Mọi người lập tức sững sờ. Ông chủ hai. Khổng Phàm Lâm là bậc thầy đông y, đừng nói ở y quán, cho dù ở bệnh viện thì ông ta chắc chắn cũng là bác sĩ chuyên gia cao cấp. Những cao thủ như này thường làm tư. Làm bác sĩ tư nhân cho một vài gia tộc lớn, hoặc là nhận mở lớp nhận đồ đệ. Làm gì có ai đồng ý làm trợ thủ, làm ông chủ hai cho người ta chứ?
Tổng thanh tra Triệu, chị không đùa đấy chứ, chị có chắc đó là Khổng Phàm Lâm không? Có khi nào là người đó giả mạo Khổng Phàm Lâm để đi lừa đảo không? Tôi vẫn không tin có người trẻ tuổi nào lợi hại như vậy. Mọi người đều xôn xao, anh một câu tôi một câu, tóm lại là không tin lời của Tổng thanh tra Triệu lắm. Tổng thanh tra Triệu cười nhạt, biết rằng sẽ thành ra thế này, xem ra đã đến lúc phải ra chiêu lớn rồi. Mọi người biết Liễu Thanh Thanh chứ? Liễu Thanh Thanh là Tổng Giám đốc của Mỹ phẩm Tầng Vân, tất nhiên là biết rồi. Tổng thanh tra Triệu nói, tôi quen biết Liễu Thanh Thanh từ nhiều năm trước rồi, mọi người có biết vì sao ngày trước cô ấy chưa từng xuất hiện trước ống kính không? Mọi người đều mù tịt lắc đầu, bọn họ làm sao đoán được suy nghĩ của doanh nhân chứ? Triệu Lệ Khôn nói, bởi vì Liễu Thanh Thanh vô cùng xấu xí. Cái gì, sao có thể chứ? Vẻ đẹp của Liễu Thanh Thanh là điều ai cũng phải công nhận cả, mới xuất hiện vài ngày đã lên tạp chí quốc tế, trở thành người nổi tiếng quốc tế, ngoài doanh nghiệp khổng lồ, còn một đặc điểm quan trọng nữa đó chính là vô cùng xinh đẹp. Liễu Thanh Thanh thực sự là hiện thân của vẻ đẹp mềm mại của Mỹ nhân phương Đông, nhất là khi khoác lên mình bộ sườn xám hay hán phục, đến xinh đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành. Một người phụ nữ như vậy sao lại xấu xí được chứ? Triệu Lệ Khôn lạnh nhạt nói, lúc trước tôi đã gặp Liễu Thanh Thanh rồi, mụn nổi khắp mặt khắp người, còn bị lở loét quanh năm nữa, cho dù mặc quần áo dài tay, đội mũ đeo khẩu trang, quấn khăn cũng có thể ngửi thấy mùi khó chịu. Trước đây Liễu Thanh Thanh không xuất hiện trước ống kính là vì nếu cô ấy xuất hiện thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh công ty. Cô ấy đã tìm đến các bác sĩ nổi tiếng thế giới, nhưng không ai có thể chữa khỏi được. Chắc không ai nghi ngờ tài lực của Liễu Thanh Thanh đâu nhỉ. Tất nhiên không ai nghi ngờ tài lực của Liễu Thanh Thanh rồi, cho dù không phải là người giàu nhất, thì cũng nằm trong top 10 cả nước, chắc chắn là rất giàu có. Giàu có như vậy mà không chữa khỏi được bệnh của mình, cho thấy đây thực sự là một căn bệnh phức tạp khó chữa. Căn bệnh này đã được một thần y trẻ tuổi chữa khỏi, từ một con vịt xấu xí trở thành Liễu Thanh Thanh bây giờ. Lẽ nào với y thuật như này còn không đủ thuyết phục người khác sao? Xét trình độ đông y dựa trên tuổi tác, suy cho cùng cũng là vì không có tiêu chuẩn đo lường, nhưng hiện giờ đã có ví dụ sờ sờ trước mắt, ai không tin được chứ? Liễu Thanh Thanh giàu có như vậy cũng không thể chữa khỏi bệnh, chứng minh không ai chữa được, với thực lực của cô ấy chắc chắn đã tìm đến bậc thầy đông y. Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn phải nhờ Tần Lâm mới chữa khỏi, điều này còn chưa đủ để chứng minh thực lực à? Ví dụ về Liễu Thanh Thanh quả thật đã khiến mọi người đều phải câm lặng. Không bàn đến cái khác, có thể chữa khỏi căn bệnh phức tạp khó chữa của Liễu Thanh Thanh đã đủ chứng minh tất cả. Mấy người đạo diễn vẫn chau mày. Tổng thanh tra Triệu, cho dù người thần y trẻ tuổi mà chị đề cử thật sự có năng lực, nhưng vì hiệu quả chương trình, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên mời một người lớn tuổi một chút, nếu để người trẻ tuổi như vậy lên thì người dân xem sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Triệu Lệ Khôn nói, tôi lại cảm thấy chúng ta nên đổi mới sáng tạo, nên phá vỡ nhận thức của người dân về đông y. Đúng là có rất nhiều bậc thầy đông y lớn tuổi, nhưng cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đã dám tự xưng là bậc thầy đông y, kẻ lừa bịp cũng như vậy. So với việc cố chấp tìm đến một người không vừa ý, chỉ bằng tìm một người giúp bùng nổ hiệu quả chương trình. Tôi dám bảo đảm, người thần y này chắc chắn không vấn đề gì và hiệu quả chương trình chắc chắn sẽ vô cùng tốt. Mấy người đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau, cuối cùng vẫn gật đầu, những gì Tổng thanh tra Triệu nói cũng không tồi. Nếu chỉ nói về mặt hiệu ứng chương trình thì chắc chắn sẽ rất tốt. Một vị bác sĩ đông y trẻ tuổi xuất hiện ở vị trí trung tâm, đảm nhận chức vị quan trọng nhất của Đại hội Đông y, điều này vốn dĩ đã đi ngược lại nhận thức của công chúng về đông y. Các chương trình của đài truyền hình trung ương thường rất chính thống, vì vậy tỷ suất xem đều thấp hơn các show truyền hình của đài truyền hình vệ tinh. Mọi người cũng muốn cải thiện điều này nhưng lại không dám làm quá lố, dù sao cũng là đài truyền hình trung ương. Nhất là VTV1, vẫn phải nghiêm túc một chút mới được. Được thôi, Tổng thanh tra Triệu chúng tôi đồng ý để cậu ấy đến thử sức, nhưng, phải kiểm tra cậu ấy trước đã, ít nhất phải chứng minh cậu ấy không chỉ biết các phương thuốc cổ truyền. Triệu Lệ Khôn gật đầu, được, để tôi liên hệ thử xem. Sau khi liên hệ được với Tần Lâm, khi nói về chương trình Tần Lâm cũng không muốn tham gia lắm, dù sao cũng là việc xuất hiện trước công chúng. Nhưng Triệu Lệ Khôn đã mở miệng nhờ vả. Trước đây Tần Lâm cũng đã nhờ bà ấy hai lần rồi, và lại mục đích của chương trình này là tuyên truyền đông y, anh thấy cũng được nên đã đồng ý. Cậu Tần, còn một chuyện nữa,
mấy người đạo diễn và nhà sản xuất này thấy cậu trẻ quá, muốn tìm một vài bác sĩ đông y nói chuyện với cậu, cậu thấy có được không? Tần Lâm cười nhạt, rõ ràng là tổ chương trình đài truyền hình Trung ương không tin tưởng Tần Lâm. Nhưng cũng không sao, tin hay không thì gặp nhau sẽ rõ thôi. Được, bà sắp xếp đi. Buổi tối, Triệu Lệ Khôn hẹn gặp mấy người Tần Lâm đến trường quay của đài truyền hình VTV1, buổi tối không có ai làm việc, mọi người ngồi đây cũng là để làm quen với môi trường. Tổng đạo diễn Cao Tuyền đưa ba ông già đến trường quay, giới thiệu mọi người với nhau. Ba người này đều là bác sĩ đông y nổi tiếng, một người khoa nội, một người khoa ngoại, một người khoa nhi. Khoa ngoại đông tây y rất khác nhau, khoa ngoại tây y đề cập đến phẫu thuật chữa trị các vết thương. Còn khoa ngoại của đông y là cách gọi chung chuyên trị các bệnh khác ngoài khoa nội, như bệnh về da, đau khớp, chỉ cần trên cơ thể có biểu hiện đau nhức hay khó chịu thì đều gọi chung là khoa ngoại đông y. Mà vị bác sĩ khoa nhi này chủ yếu là giỏi về khoa nhi, các phương diện khác cũng biết sơ sơ, đạt đến trình độ của bọn họ thì cơ bản đều thông thạo các khoa, chỉ có một phương diện sở trường nổi bật. Sau khi ba vị thần y ngồi xuống, khinh thường nói. Đạo diễn Cao, tôi nghe nói các ông thuê một người trẻ tuổi làm bác sĩ chính. Sao chương trình các ông bây giờ lại vì nổi tiếng mà không từ thủ đoạn nào vậy? Đạo diễn Cao cười khổ, nghiêm thần y, ông đừng xem thường cậu bác sĩ trẻ tuổi này, cậu ấy rất có năng lực, bệnh của Tổng Giám Đốc Liễu Thanh Thành chính là được cậu ấy chữa khỏi đó. Nghiêm thần y nhíu mày, ông ta đã từng nhìn thấy bệnh của Liễu Thanh Thanh. Cậu ta chữa khỏi sao? Vậy tôi phải thử xem sao? Bệnh của Liễu Thanh Thanh cũng được coi là một trường hợp nổi tiếng trong ngành. Đó là căn bệnh ngoài da bẩm sinh và lây lan từ vùng nhỏ ra khắp cơ thể. Mấy chuyên gia lớn như các ông cũng đều phải bó tay, ngay cả bác sĩ mạnh chuyên về ngoại khoa cũng không có cách nào. Ông tưởng rằng bệnh của Liễu Thanh Thanh được chữa khỏi bằng phương pháp công nghệ cao gì đó ở nước ngoài, không ngờ lại được chữa khỏi bởi một bác sĩ đông y trẻ tuổi. Mặc dù Tần Lâm vẫn chưa tới trường quay, nhưng mọi người đều vô cùng tò mò về anh. Cuối cùng, Triệu Lệ Khôn nhận được điện thoại của Tần Lâm, thì mau chóng ra cửa đón, đưa Tần Lâm vào trường quay. Anh vừa bước vào, ba vị chuyên gia lớn tuổi thấy anh trẻ tuổi như vậy thì đều nhíu mày. Trẻ tuổi như vậy mà có thể chữa khỏi được bệnh của Liễu Thanh Thanh sao, không phải lừa đảo nói khoác đấy chứ. Sau khi mọi người giới thiệu lẫn nhau, đạo diễn Cao mở lời. Cậu Tần, thật sự xin lỗi, biết y thuật của cậu cao siêu, nhưng dù sao thì cậu cũng còn quá trẻ. Tổ chương trình chúng tôi phải kiểm tra cậu một chút, mong cậu có thể thể hiện y thuật của mình, có gì không phải, mong cậu bỏ qua cho. Tần Lâm gật đầu, trước khi đến đây anh cũng biết bọn họ định làm gì, anh cũng rất hứng thú với việc cọ sát với mấy người cao thủ. Cọ sát thế nào? Nếu ngồi đây thảo luận, thì e là sẽ khó phân biệt thắng thua. Đạo diễn Cao nói, tôi đã chuẩn bị ba người bệnh nhân, mời cậu Tần hãy chẩn đoán ngay tại đây. Được. Tần Lâm gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ này trông khoảng 40 tuổi, đi lại khập khiễng, cơ thể có vẻ hơi khó chịu. Khi thấy người phụ nữ này, nghiêm thần y liền nhíu mày. Cô là, người phụ nữ bị trúng gió đó. Người phụ nữ gật đầu, ngồi xuống ghế. Sắc mặt nghiêm thần y hơi thay đổi, rõ ràng là ông ta quen biết người phụ nữ này, và lại còn từng chữa cho bà ấy. Thú vị đấy. Không ngờ bệnh nhân đầu tiên đã thế này rồi. Tần Lâm hỏi, chị không khỏe ở đâu? Người phụ nữ đột nhiên ôm cánh tay, dùng mình nói, có thể tắt điều hòa được không? Triệu Lệ Khôn sửng sốt, nhanh chóng nói với trợ lý. Tắt điều hòa đi. Sau khi điều hòa được tắt, người phụ nữ mới thở phào một hơi, nói với Tần Lâm. Bác sĩ, tôi mắc bệnh này lâu rồi, khoảng 3-4 năm gì đó, gặp gió liền rất khó chịu, cả người toát mồ hôi lạnh. Những gì người phụ nữ nói đều là sự thật, vừa rồi khi bật điều hòa, bà ấy đã đổ đầy mồ hôi lạnh, vạt áo phía trước đã ướt đẫm, trên trán vẫn còn đầy mồ hôi. Người phụ nữ nói tiếp. 3 năm trước, nghiêm thần y đã khám bệnh cho tôi, nói tôi bị trúng gió, ông ấy đã khám bệnh kê đơn thuốc gồm dễ sắn và cành quế, tôi uống 3 ngày thì có hiệu quả, rất lâu sau cũng tái phát. Nhưng mấy hôm trước, tôi ngồi xe trên đường cao tốc, vị khách ngồi trước đột nhiên mở cửa sổ. Một cơn gió tạt thẳng vào người tôi. Lúc đó tôi liền mắc bệnh, cả người toát mồ hôi lạnh, sức khỏe suy nhược, tôi thầm nghĩ xong rồi, lại mắc bệnh rồi. Sau khi xuống xe,
tôi phát hiện bệnh của tôi lại tái phát rồi. Lời của người phụ nữ khiến mọi người đều rơi vào trầm tư. Nhất là Nghiêm Thần Y, sắc mặt hơi không giữ nổi bình tĩnh. Dù sao đây cũng là bệnh nhân ông ta từng chữa trị, không ngờ một lần không chữa trị tận gốc cho người ta, 3 năm sau lại mắc bệnh. Lúc đầu chữa bệnh Nghiêm Thần Y đã nói, nhất định có thể chữa tận gốc bệnh này, nhưng không ngờ 3 năm sau lại gặp bệnh nhân cũ trong trường hợp thế này. Tần Lâm gật đầu nói. Theo những triệu chứng mà chị vừa kể thì đúng là trúng gió, Nghiêm Thần Y chẩn đoán đúng rồi, căn cứ vào triệu chứng đổ mồ hôi của chị thì có thể phán đoán chị bị trúng gió và có dấu hiệu dương minh. Trong dương minh đại cương có 2 câu. Củ sắn dây làm tăng dấu hiệu dương minh, đỏ mặt đau đầu. Dấu hiệu dương minh ra mồ hôi trộm, cành quế cộng sắn chữa trúng gió. Chị mắc bệnh nhiều năm như vậy mà không chữa chứng mồ hôi trộm, chắc chắn bị dương minh. Vì vậy Nghiêm Thần Y kê đơn thuốc dễ sắn và cành quế rất đúng, không có sai sót gì. Những lời Tần Lâm nói lấy từ Dương Minh Đại Cương, vô cùng chuyên nghiệp, 3 vị chuyên gia cũng đều gật đầu, rất tán thành những gì Tần Lâm nói. Nghiêm Thần Y cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng, anh chữa bệnh quả thật cũng rất có đầu óc. Tần Lâm nói, tôi bắt mạch trước. Anh kéo tay cổ tay bà ấy bắt đầu bắt mạch vừa hỏi. Chị có bị đau bụng không, ăn xong có chướng bụng không? Người phụ nữ nói, thỉnh thoảng đau, ăn xong cực kỳ chướng bụng, còn thường xuyên đánh rắm. Tần Lâm hỏi tiếp, hay đi tiểu thường xuyên đúng không? Đúng vậy. Mấy phút sau, Tần Lâm bỏ tay ra nói. Trong chương mặt trời của cảm sốt luận có nói, sốt, đổ mồ hôi, gió độc thì mạch chậm, gọi là trúng gió. Trúng gió có rất nhiều loại, bệnh của chị là gió độc, là một loại bệnh phức tạp khó chữa trong trúng gió. Mạch trơn, chướng bụng, khô miệng. Buồn ngủ ra mồ hôi, tiểu tiện nhiều, đều là triệu chứng điển hình của trúng gió độc. Dùng thuốc dễ sắn và cành quế chỉ có thể chữa trị nhất thời, nhiều năm tích tụ lại thì sớm muộn cũng sẽ tái phát. Trong Tam Dương Kinh nói, thêm ít lợi sầm, giúp kéo dài tuổi thọ, chị về cho thêm lợi sầm, liều lượng giống với dễ sắn, 3 ngày sau sẽ bệnh sẽ khỏi hẳn. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Tần rất nhiều. Sau đó quay đầu cảm ơn Nghiêm Thần Y. Sắc mặt Nghiêm Thần Y hơi lúng túng, cười ha ha đáp lại. Mặc dù không chữa khỏi ngay tại đây, nhưng 3 vị chuyên gia quả thực không thể tìm ra lỗi sai. Nghiêm Thần Y cũng không thể chữa khỏi, chứng tỏ bệnh này thật sự rất nan giải. Mà vừa rồi Tần Lâm còn chưa bắt mạch đã giải thích rõ ràng cách chữa bệnh của Nghiêm Thần Y, nếu không có năng lực, thì ai có thể nhìn ra được cao thủ chữa bệnh như nào chứ? Sau đó, Tần Lâm đã nói ra câu trong cảm sốt luận, trùng khớp với tình trạng bệnh. Mọi người đều đã đọc cảm sốt luận, nhưng không nghĩ đến câu này chủ yếu là vì chưa bắt mạch đủ kỹ càng. Tần Lâm có thể nghĩ đến câu này, chứng tỏ năng lực rất cao, bắt mạch như thần. Về phương pháp chữa trị sau đó, cho thêm 1 vị thuốc, bọn họ có thể hiểu được điều này, khi đã chẩn đoán ra nguyên nhân thì ai cũng có thể kê đơn thuốc. Đơn thuốc mà Tần Lâm kê rất đúng, không có sai sót gì. Nhìn chung, lần chữa bệnh này của Tần Lâm, có thể nói là không chê vào đâu được. Nếu không phải là cao thủ chắc chắn sẽ không bao giờ có thể bình tĩnh như vậy, dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng mọi chi tiết đều toát ra được phong thái của một cao thủ. Đối với mỗi một căn bệnh đều như nắm trong lòng bàn tay, chỉ có cao thủ thực sự mới có thể đạt đến trình độ này. Đôi tay này của Tần Lâm khiến cho 3 người bị chấn động nhẹ. Chàng thanh niên trẻ này, thật không đơn giản. Triệu Lệ Khôn cười nhạt, Nghiêm Thần Y, ông thấy cậu Tần đây thế nào? Vẻ mặt Nghiêm Thần Y có chút ngượng ngạo, gật đầu nói, tuổi còn trẻ mà đã như vậy, thật sự rất tốt. Ông ta cũng không dám bình luận gì nhiều, dù sao thì bệnh nhân mà ông ta không cứu được, Tần Lâm lại cứu được, nếu như nói nhiều quá, vậy hóa chẳng phải tự vả sao? Đạo diễn Cao rất hài lòng với biểu hiện của Tần Lâm, có lý lẽ có chứng cứ, dù còn trẻ nhưng khiến người ta có cảm giác như một bậc thầy. Phải là người có tự tin, có thực lực, có dự tính trước, mới có thể biểu hiện được như vậy. Được rồi, vậy chúng ta mời bệnh nhân thứ 2 vào. Bệnh nhân thứ 2 này là một người phụ nữ trung niên, chừng hơn 50 tuổi, thân hình mập mạp, ăn mặc xuề xòa, giống như người ở quê. Người phụ nữ đau khổ bước tới, ôm ngực trái ngồi vào chỗ. Dì ơi, dì thấy không khỏe ở chỗ nào? Người phụ nữ chỉ vào chỗ phía dưới nách, nói. Đau chỗ này. Người phụ nữ vừa nói,
Ba chuyên gia nhíu nhíu mày, đây là một ca khó chữa rồi. Giữa người với người luôn có những khác biệt rất lớn, có người không biết cách biểu đạt, đặc biệt là người phụ nữ nông thôn này, không biết cách biểu đạt. Họ không biết cách sử dụng từ ngữ và không biết cách mô tả cơn đau, một số bệnh nhân thậm chí còn không biết phân biệt giữa kiểu đau kim châm và đau quặn thắt, điều này khiến bác sĩ rất khó chẩn đoán. Người bệnh nhân đúng kiểu như này, bà ta chỉ vào vùng bị đau, còn cụ thể đau như thế nào, cụ thể đau chính xác chỗ nào thì không nói. Không biết là cánh tay, dưới nách, hay là ngực nên rất khó chẩn đoán, đều phải nhờ vào phán đoán của bác sĩ. Và còn một điểm nữa, đó chính là bộ phận nhạy cảm của bệnh nhân nữ, đây là một vấn đề phiền phức trong cả chẩn đoán và điều trị. Không giống như Tây y có tỷ lệ nam nữ ngang nhau, đông y đa số đều là nam, rất ít bác sĩ nữ, nên phụ khoa cũng rất ít. Bình thường khi có bệnh nhân nữ đến khám phụ khoa hoặc khám về vú, hầu hết sẽ bảo họ đến bệnh viện Tây y. Tần Lâm mặt không biểu cảm, vươn tay ra nhéo cánh tay bệnh nhân. Đau ở đây. Bệnh nhân lắc đầu. Tần Lâm lại ấn chỗ dưới nách. Chỗ này. Bệnh nhân lại lắc đầu. Tần Lâm nắm chặt bàn tay, dùng khớp tay ấn vào vùng da quanh núm vú của bệnh nhân. Đây. Bệnh nhân nhắm mắt, kêu một tiếng, đúng đúng, chính là như thế, đau muốn chết luôn. Nhìn thấy Tần Lâm bình tĩnh như vậy, mấy lão chuyên gia nhìn nhau. Tên nhóc này, còn trẻ mà điềm đạm như vậy, tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm của phụ nữ cũng không biểu hiện ra chút ngượng ngùng, loại tâm thái này không phải 1-2 năm là có thể tu luyện được. Ngay cả những chuyên gia lão làng như bọn họ, cũng có lúc phải tránh bị nghi ngờ. Có điều càng tránh thì càng ngượng ngùng, chẳng bằng xử lý giống như Tần Lâm, không để ý gì đến giới tính, như vậy lại có thể khiến bệnh nhân thoải mái hơn. Tần Lâm nói, chẩn đoán ban đầu, có lẽ là bệnh về tuyến vú, trước tiên kiểm tra mạch đã. Người phụ nữ cắn răng chịu đựng đưa tay ra, bắt đầu kiểm tra mạch. Ba người chuyên gia bắt đầu xì xào bàn tán. Các bệnh về tuyến vú, căn bản đều cần phải điều trị nội khoa và ngoại khoa, không có y tá nữ trợ giúp, không thuận tiện lắm. Đối với bác sĩ đông y, bệnh về vú của phụ nữ luôn khiến họ đau đầu, một là khó, hơn nữa lại khác biệt về nam nữ, đây là một vấn đề hóc búa. Cho dù là châm cứu, kêu người ta cởi quần áo cũng không hay lắm. Sau khi Tần Lâm bắt mạch xong, anh quan sát thấy sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, môi thâm tím, cánh tay trái và nách sưng cứng, cánh tay còn lại to gấp đôi tay kia. Vừa bắt mạch Tần Lâm vừa hỏi, bệnh này của dì từ bao lâu rồi, lúc nặng nhất thì mức độ đau như thế nào? Người phụ nữ nghĩ một lúc, tôi cũng không rõ, lúc nặng nhất là lúc đau nhất, ngủ cũng không ngủ được. Bệnh nhân này đúng là không biết cách diễn đạt, căn bệnh này khi nặng thì sẽ chảy mủ, có mùi hôi, đau không chịu được, bắp tay sưng to và cứng. Dù bệnh nhân nói không rõ nhưng Tần Lâm cũng không hỏi thêm nữa. Kiểm tra mạch xong, anh đưa tay ấn vào bụng bệnh nhân. Có đau không? Người phụ nữ gật đầu, đau. Nhìn biểu cảm là biết, đau, nhưng không đau như bị viêm vú. Tần Lâm gật đầu, nằm xuống, cháu châm cứu cho gì? Ba vị chuyên gia lại liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc, muốn châm cứu sao? Châm cứu thì bọn họ cũng biết, nhưng châm cứu vú thì thực sự hơi ngượng ngùng, hơn nữa lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Với những người phụ nữ cởi mở thì không sao, họ biết đây là tiếp xúc bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân và không né tránh. Nhưng với một số người phụ nữ bảo thủ, họ thà chết cũng không chịu để bác sĩ nam chạm vào, trước đây đã có rất nhiều vụ phiền phức xảy ra chỉ vì sự tiếp xúc thân mật giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cho nên các vị chuyên gia lão làng này rất có kinh nghiệm, những trường hợp khó này thường sẽ không nhận. Nhưng trong mắt Tần Lâm, chỉ cần bệnh nhân đến trước mặt, đều là những bệnh nhân bình thường, không có lý do gì không chữa trị. Sau khi người phụ nữ nằm xuống, Tần Lâm vén áo bệnh nhân lên, lộ ra phần bụng. Bây giờ sẽ châm hai châm vào phần bụng dưới, bệnh này của dì ấy đã ảnh hưởng đến túi mật, châm cứu sẽ khỏi thôi. Lúc vén áo lên, người phụ nữ có chút lo lắng, nắm chặt áo, lòng bàn tay dường như đổ mồ hôi. Dù đã lớn tuổi, Tần Lâm mới hơn 20, bản thân bà biết rằng vị bác sĩ này không thể lợi dụng mình hay làm gì, nhưng là một người phụ nữ rẻ rặt, bà không thể không như vậy. Nghiêm thần y nói, nhìn đi, bệnh nhân đã bắt đầu kháng cự rồi. Bệnh này không thể chữa, trừ khi có nữ y tá giỏi trợ giúp thì còn được. Nghiêm thần y vừa nói xong, Tần Lâm đã giơ kim bạc lên, trực tiếp châm vào bên ngực bệnh nhân,
chính là phần bên ngoài ngực, gần nách. Ba chuyên gia bị sốc. Châm cứu qua áo. Mặc dù chỉ là một lớp áo mỏng nhưng việc châm cứu qua áo này thực sự rất khó. Đầu tiên là phán đoán huyệt đạo không chuẩn. Cho dù là người rất quen thuộc với cơ thể người cũng phải nhìn thấy ra thì mới có thể xác định các huyệt đạo. Hơn nữa, quần áo rất trơn, lực đâm qua quần áo và lực đâm qua da không giống nhau. Chỉ cần không kiểm soát không tốt, kim rất dễ bị lệch, hơn nữa rất khó nắm bắt được lực. Kim châm vào huyệt đạo, cường độ khác nhau, tác dụng cũng khác nhau, do đó, châm cứu qua áo chỉ tồn tại trên sách, thường không có ai dám thử. Nó cũng không quá khó nhưng rất ít người có thể làm được điều đó dễ dàng. Tần Lâm đâm liên tiếp 3 lần vào huyệt đạo quan trọng. Anh nâng tay trái của bệnh nhân lên rồi đâm một vài cây kim bạc vào nách. Bệnh nhân đột nhiên nhíu mày, như thể cảm giác đau đớn đã biến mất. Ai dô, không đau nữa rồi, bác sĩ mát tay quá. Tần Lâm cười nhạt rồi rút kim ra. Đổi kim, sau đó lại tiếp tục đâm xuống. Việc đấy lặp lại 3 lần mới hoàn tất châm cứu. Châm cứu xong rồi, để tôi kê cho dì một đơn thuốc, bệnh của dì là bệnh mãn tính nên phải điều trị từ từ. Lần lượt dùng canh dễ sắn, canh xài hồ, canh bạch hổ và canh hầm, trong vòng 3 tháng sẽ hồi phục lại bình thường. Bà dì cảm ơn một lần nữa, sau đó hài lòng đi ra ngoài. Đạo diễn Cao lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, sau đó nhìn về phía 3 người Nghiêm Thần Y, hỏi. 3 vị chuyên gia thấy thế nào? Nghiêm Thần Y gật đầu, châm cứu cách y, đúng thật có tay nghề, nền tảng vững vàng, không nóng vội, đúng là có phong thái đại sư. Hai người kia cũng gật đầu, không sai, tuổi trẻ mà lại có kỹ năng như vậy, tương lai tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn. Sau khi bệnh nhân thứ 2 rời khỏi, những chuyên gia này đã thay đổi cách nhìn nhận về Tần Lâm khá nhiều, ít nhất nếu bệnh nhân này rơi vào tay của bọn họ, sợ rằng họ cũng sẽ không dễ dàng chữa trị được như vậy. Đạo diễn Cao cười nói, chúng ta còn muốn xem người thứ 3 không? Xem, đương nhiên phải xem. Thực ra sau khi hai bệnh nhân này ra ngoài, bọn họ đều đã khẳng định y thuật của Tần Lâm rồi, Tần Lâm chắc chắn là người giỏi nhất trong những người đồng trang lứa. Nhưng nếu muốn thừa nhận Tần Lâm giỏi hơn bọn họ, thì vẫn còn thiếu chút gì đó, dù sao bọn họ cũng đã nổi danh từ lâu, nên để phải so sánh với một cậu nhóc thì cũng có chút bất mãn. Và lại, bọn họ cũng muốn xem Tần Lâm còn có kỹ thuật nào nữa không. Đạo diễn Cao gật đầu, lấy bộ đàm ra rồi nói, bệnh nhân thứ 3. Lần này là một gia đình 3 người, bố mẹ đang bồng một đứa trẻ, đứa bé tầm 6 tuổi, lúc này đang nằm trong vòng tay của bố khóc lóc om sòm. Con không đi, hu hu hu. Bố mẹ đều tỏ ra đau lòng, đoá đoá đừng khóc nữa, chúng ta đi gặp bác sĩ một chút là xong. Con không đi đâu, à. Vừa nhìn thấy đó là trẻ con, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về vị chuyên gia họ Trung. Vị Trung thần y này chính là chuyên gia về nhi khoa, ông ta có một loạt phương pháp để đối phó với trẻ em. Thấy đứa trẻ đang khóc, Trung thần y lập tức đứng dậy, sau đó đi tới chỗ đứa trẻ rồi cười nói. Cô bé, mau đến đây, để ông xem cháu như thế nào nhé. Vị Trung thần y này khá mũm mỉm, trông vô cùng phúc hậu, nên đâm ra cũng có chút duyên với trẻ con. Trung thần y bước đến, cô gái nhỏ nhìn ông ta một lượt rồi quay đầu lại, bị Trung thần y dọa cho một phen. Mặt của cô bé nổi đầy mụn đỏ, từng đám dày đặc, giống hệt như bệnh thủy đậu, nhưng cái này không giống với bệnh thủy đậu thông thường, đỏ không đỏ, lại hơi xanh tím. Cô bé cảm thấy toàn thân khó chịu, nhìn thấy Trung thần y rồi quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục khóc lóc. Trẻ con không bao giờ giả vờ ốm, chúng chỉ khóc khi không khỏe và làm cho bố mẹ cảm thấy đau lòng. Bác sĩ, xin bác sĩ hãy xem giúp đoá đoá nhà tôi. Sắc mặt Trung thần y trở nên nghiêm trọng, sau đó nắm lấy tay cô bé để bắt mạch. Mấy giây sau liền cau mày. Bệnh này không dễ chữa, cần phải được châm cứu. Cô bé vừa nghe thấy châm cứu, ngay lập tức liền khóc to hơn nữa. Con không châm, con muốn về nhà, à. Trung thần y hơi lúng túng, cô bé không chịu hợp tác thì phải làm sao đây? Thực ra khám bệnh cho trẻ con và người lớn không mấy khác biệt, nhưng việc khó khăn nhất chính là trẻ con lại không chịu hợp tác với bác sĩ. Trẻ con khi ốm thường hay quấy khóc, còn sợ bị tiêm. Trên thực tế, châm cứu không hề đau chút nào, các bác sĩ đông y giàu kinh nghiệm thậm chí có thể khiến bệnh nhân không cảm thấy bất kỳ cảm giác như đang bị châm cứu, còn không bằng bị muỗi đốt.
nhưng trẻ con vẫn sợ hãi theo bản năng khi nhìn thấy kim châm, và chúng không chịu hợp tác. Trung thần y đã mất một lúc lâu nhưng đứa bé vẫn không chịu hợp tác, vừa khóc vừa la om sòm, đặt xuống đất lại nằm ăn vạ, khiến cho trung thần y phải toát cả mồ hôi hột. Đạo diễn Cao cảm thấy đã lâu rồi nhưng vẫn không có kết quả, bèn nói. Trung thần y, hay là cứ để bác sĩ Tần làm đi. Trung thần y thở dài, được thôi. Ông ta cũng chẳng còn cách nào khác, đành buồn bực ngồi đó. Tần Lâm bước lên phía trước nhìn cô bé, sau đó bắt mạch kiểm tra. Thái độ của cô bé đối với anh cũng chẳng cải thiện là bao, căn bản vẫn không chịu hợp tác. Mạch tượng bị phù và yếu, phải châm cứu kết hợp với cây ma hoàng mới có thể chữa trị được. Bệnh của đứa trẻ này đã được người khác chữa bệnh sốt qua đúng không? Bố đứa bé gật đầu lia lịa, hệt như gà mổ thóc. Đúng đúng, con tôi đã từng khám qua một tên lang băm, nói rằng con bé chỉ bị sốt, cứ chữa như bị sốt là được, kết quả tình hình của con bé lại càng ngày càng tệ. Tần Lâm gật đầu, nếu như không phải chẩn đoán sai thì chắc cũng sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Thực ra, hầu hết các bệnh thông thường của mọi người đều không khó trị, hiện nay y học tiến bộ như vậy, căn bản không có bệnh nào là không thể chữa khỏi. Nhưng chỉ sợ uống nhầm thuốc mà thôi, một khi uống sai thuốc sẽ sinh ra nhiều bệnh rất khó để chữa trị. Cô bé này bây giờ lại khó chịu như vậy, ngoài những triệu chứng trong người ra thì còn bị gan nóng. Can hỏa một khi tái phát sẽ làm cho người lớn cáu gắt, chứ đừng nói đến trẻ con. Trung thần y ở bên cạnh khẽ lắc đầu, vô dụng thôi, biết được bệnh cũng chẳng có cách nào, bệnh này không thể nào không châm cứu, nhưng con bé cứ mãi không phối hợp như thế, e rằng không được. Con bé còn nhỏ thế này, nếu dùng thuốc an thần thì chắc chắn bố mẹ nó sẽ không chịu. Hơn nữa, thuốc an thần vô cùng có hại cho trẻ con, bác sĩ cũng không thể nào tùy ý làm thế được. Tần Lâm nói, không sao, để tôi thử xem. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một túi kim bạc. Vừa nhìn thấy kim, đứa trẻ ngay lập tức khóc to lên. Con không tiêm. Tần Lâm cười nói, đừng sợ, chú không có tiêm cho cháu tiêm cho chú có được không? Đứa trẻ lập tức ngừng khóc, đột nhiên trở nên vui vẻ, được ạ. Cho dù có chút khó chịu, nhưng trẻ con mà, vẫn còn rất ham chơi. Vừa nghe thấy sẽ được tiêm cho người khác liền vui vẻ trở lại. Tần Lâm nói, nhưng nếu muốn tiêm cho chú thì cháu phải cởi áo ra mới được. Cô bé do dự một hồi rồi gật đầu, được ạ. Sau khi cởi áo ra, cô bé bắt đầu lấy một cây kim bạc đâm vào cánh tay Tần Lâm. Lúc này, Tần Lâm khẽ đưa cây kim bạc bằng cánh tay còn lại vòng qua lưng cô bé. Khi cô bé đâm kim vào da của Tần Lâm liền giả bộ đau đớn. Ai ra, một tiếng, bỗng tay Tần Lâm đè lên gáy cô bé, đồng thời đâm kim vào huyệt đạo sau gáy. Cô bé lại không hề có cảm giác gì, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì được tiêm cho Tần Lâm, cứ cười khúc khích không thôi. Trung thần y đột nhiên đứng lên, ba chuyên gia như ngẩn ra. Mang châm. Nếu như lúc nãy bọn họ nói rằng châm cứu cách y của Tần Lâm đã được khẳng định, thì mang châm này quả thực càng khiến bọn họ thán phục. Mang châm là một bài kiểm tra thực lực cực kỳ cao đối với một bác sĩ đông y. Các huyệt đạo trên cơ thể không hề dễ phán đoán, cơ thể mỗi người cao thấp mập ốm không hề giống nhau, các huyệt đạo cũng khác nhau nên cần phải dùng mắt và tay để phán đoán cùng lúc mới có thể chính xác được. Còn Tần Lâm khi dùng phương pháp mang châm này lại chỉ hoàn toàn dùng tay, hơn nữa lại không có chút ngập ngừng nào, bỏ qua hẳn quá trình mò mẫm, chỉ đâm thẳng cây kim vào. Thật quá lợi hại rồi. Thật khiến cho người khác thán phục. Cô bé đương nhiên không hề biết châm cứu, chỉ nghịch kim bạc mà thôi, nếu đâm vào người thì Tần Lâm cũng sẽ không đau. Chơi được vài phút, trên lưng của cô bé đã có 6-7 cây kim bạc, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Đoá đoá chơi đến mức quên hết tất cả, căn bản cô bé không hề nhận ra điều gì khác thường. Trung thần y đột nhiên kích động, giẫm chân nói, được rồi, đổ mồ hôi là tốt rồi. Đổ mồ hôi tức là khí nóng của cơ thể đã được loại bỏ, đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cộng thêm việc uống thuốc điều dưỡng thì sẽ dễ dàng hơn nữa. Tần Lâm rút kim bạc ra, sau đó lấy một vài cây mềm mại ra đưa cho cô bé để về nhà chơi. Canh ma hoàng tế tân phụ tử, các người có thể tìm nhà thuốc để mua theo đơn này, rồi về nhà tìm cách cho con bé uống là được. Cho trẻ con uống thuốc cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, nhưng chuyện này cứ để cho bố mẹ đứa trẻ lo. Dùng kẹo hay gì đó cũng được, tóm lại vẫn đơn giản hơn châm cứu rất nhiều.
cảm ơn thần y. Sau khi gia đình Đoá Đoá rời đi, Nghiêm thần y, Trung thần y cùng những người khác liền đứng dậy, dùng ánh mắt thán phục nhìn Tần Lâm. Chàng trai trẻ, cậu thật sự là nhân tài, còn trẻ mà lại có bản lĩnh như thế, làm cho ông già như tôi đây thấy thật hổ thẹn. Tôi cũng không bằng, cậu Tần tuy còn trẻ nhưng lại xứng đáng được tôn vinh hai tiếng, đại sư. Đúng vậy, cho dù người khác có nói gì thì tôi cũng thật sự phục cậu. Ba vị chuyên gia đã bị Tần Lâm làm cho hoàn toàn thán phục, ba bệnh nhân này mắc bệnh đều không liên quan đến tính mạng, nhưng thực tế lại rất khó trị, nếu ở ngoài chắc chắc sẽ có rất ít người có thể chữa được. Nếu vào bệnh viện, e rằng cũng phải hội chẩn chuyên môn, mấy chục lão già cùng nhau nghiên cứu mới có thể đưa ra phương án chữa trị. Chỉ trong vài phút, Tần Lâm không chỉ đưa ra phương án nhanh chóng mà còn có thể chữa lành bệnh, kỹ thuật thật sự quá lợi hại. Triệu Lệ Khôn nhìn thấy mọi người tỏ ra thán phục Tần Lâm như vậy, bèn lộ ra nụ cười. Tôi nói không sai chứ, cậu Tần đích thị là đại sư, mọi người cảm thấy có thể để cho cậu ấy làm bác sĩ trưởng của chương trình này được chưa? Có thể, đương nhiên có thể, lão Nghiêm tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Tôi cũng đồng ý. Cả tôi nữa. Triệu Lệ Khôn gật đầu, nếu đã như vậy thì hãy quay trực tiếp chương trình đi. Đạo diễn Cao ngây ra một lúc, trực tiếp. Tổng thanh tra Triệu, chị cũng quá kích động rồi đấy, quay trực tiếp chắc không được đâu, chúng ta vẫn nên ghi hình trước rồi phát sóng sau thì hơn. Kế hoạch ban đầu là định quay truyền hình trực tiếp, nhưng bởi vì vị bác sĩ đông y đó đã qua đời, phải mời bác sĩ trưởng khác nên mới phải đổi thành ghi hình trước. Nếu khi ghi hình có xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể khống chế và chỉnh sửa được, thậm chí cũng có thể không chiếu đoạn đó. Nhưng nếu được truyền hình trực tiếp thì người dân cả nước sẽ theo dõi. Một khi xảy ra chuyện thì coi như xong đời. Triệu Lệ Khôn điềm tĩnh nói, tôi nghĩ rằng hoàn toàn không có vấn đề gì với y thuật của cậu Tần khi phát sóng trực tiếp cả, cậu Tần thấy thế nào? Tần Lâm đáp, không vấn đề. Đối với Tần Lâm mà nói thì trực tiếp hay ghi hình trước cũng như nhau cả thôi. Lý do anh tham gia chương trình này là để đáp lại ân tình của Triệu Lệ Khôn, hơn nữa còn muốn quảng bá rộng rãi đông y cho mọi người, để làm rạng danh sư môn. Còn về hiệu quả của chương trình thì anh không hề quan tâm đến, cũng không muốn dựa vào nó để nổi tiếng. Triệu Lệ Khôn gật đầu, chỉ cần Tần Lâm đồng ý là được. Đạo diễn Cao giải thích với Tần Lâm, hình thức đại hội đông y của chúng ta so với hôm nay cơ bản cũng không khác biệt mấy, nhưng bệnh nhân đến đây chắc chắn đều là những bệnh lâu năm khó chữa, chuyện này cậu phải có chút chuẩn bị tâm lý mới được. Tần Lâm gật đầu, chuyện này dù sao cũng hợp lý hơn, dù gì thì nhiều chuyên gia tụ tập lại như vậy. Nếu đi chữa những bệnh cảm cúm phát sốt thông thường thì cũng chán quá rồi đấy. Nếu muốn thì chắc chắn phải chữa căn bệnh vừa nặng vừa khó trị. Cậu Tần, có cần tôi tiết lộ trước bệnh tình của bệnh nhân không, hoặc là cho cậu xem qua trước cũng được. Vì là truyền hình trực tiếp nên đạo diễn Cao có hơi lo lắng, lỡ may bệnh nhân đến mà Tần Lâm không chữa trị được thì sẽ xảy ra chuyện mất, đến lúc đó chắc chương trình sẽ bị khán giả tẩy chay thì thôi. Mặc dù hôm nay đã chứng kiến y thuật của Tần Lâm, nhưng đạo diễn Cao vẫn không dám chắc chắc, lỡ may xảy ra chuyện thì ông ta cũng sẽ không thể kham nổi. Có rất ít chương trình được phát sóng trên trực tiếp trên đài truyền hình trung ương, ngoại trừ Thế vận hội và gặp nhau cuối năm ra thì chẳng còn cái nào cả. Đại hội đông y lần này là một buổi truyền hình trực tiếp chưa từng có, nhất định phải giành được thắng lợi. Đương nhiên, ông ta cũng không hề muốn Tần Lâm gian lận, nhưng cũng phải tìm hiểu trước một chút. Tần Lâm lắc đầu, không cần đâu. Tối nay cứ phát sóng trực tiếp là được. Theo quan điểm của Tần Lâm, hoàn toàn không cần phải chuẩn bị đầy đủ như vậy, chuyện này cũng bình thường như việc khám bệnh ở y quán mà thôi. Được thôi, cậu Tần, lần này khán giả của chúng ta đều là người trong ngành, cậu có bạn nào đến đây không? Để tôi đưa vài tấm vé. Tần Lâm trả lời, được, cho tôi vài tờ đi. Nếu đã có cơ hội như vậy, Tần Lâm cũng muốn dẫn Diệp Vãn Nhi đến, sau đó hỏi thử Lâm Nguyệt Giao. Cầm vé trên tay, Tần Lâm liền ra ngoài ăn tối cách đài truyền hình trung ương không xa, còn mấy tiếng nữa sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp, cũng cần phải trang điểm một chút. Buổi phát sóng trực tiếp của chương trình đã hoàn tất, mọi người đều đã có sự khẳng định về y thuật của Tần Lâm, trực tiếp tuyên truyền trên sóng. Người xem chương trình này đa số đều là người lớn tuổi, bọn họ cứ để sẵn đài truyền hình trung ương, các ông các bà thích nhất vẫn là chương trình dưỡng sinh và chương trình về đông y. Sau một hồi tuyên truyền thì cũng đã có một ít, nhiệt, nhất định, ít nhất cũng đã gây không ít xôn xao trong ngành.
phát sóng trực tiếp à, áp lực lớn thật đấy, không biết ai sẽ là bác sĩ trưởng của Đại hội Đông y nhỉ? Chính là Hoàng Văn Tinh đại sư, trước đây đài truyền hình Trung ương đã từng nói về ông ấy, Hoàng Văn Tinh là đại sư về Đông y nổi tiếng nhất cả nước. Mấy người có điều không biết, mấy ngày trước Hoàng đại sư đã qua đời rồi, tuổi đã hơn 90, suýt chút nữa chương trình này cũng bị hủy. Hả, lại có chuyện này sao? Vậy không có Hoàng đại sư thì ai là chủ tọa đây? Ai có thể có tư cách để làm bác sĩ trưởng chứ? Tôi cũng không biết nữa, lúc tuyên truyền cũng không nói rõ, nghe nói là Tần đại sư gì đó nhỉ? Tần đại sư ở đâu ra vậy? Chắc không phải là tên lừa gạt nào đó bán mấy thứ thuốc bồi bổ sức khỏe đó chứ? Sau khi đoạn tuyên truyền này được phát sóng, nó đã lập tức tạo ra làn sóng bàn tán sôi nổi. Đặc biệt là ai cũng rất tò mò về bác sĩ trưởng của Đại hội Đông y này. Trước đây, ông cụ Hoàng Văn Tinh chắc chắn là chuyên gia có uy tín nhất cả nước, ông ấy giỏi về mọi mặt, 90 tuổi vẫn còn có thể khám bệnh, nên ông đã nhận được rất nhiều sự kính trọng. Ông cụ Hoàng vừa qua đời, trọng trách này không biết còn ai có thể gánh được, chuyên gia có tiếng trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mọi người đã bắt đầu bàn luận xôn xao. Chắc là Nghiêm Thần Y nhỉ? Nghiêm Thần Y là người đầu tiên có danh xưng bậc thầy Đông y, mà cả tư cách và trình độ đều không cần phải bàn. Tôi lại nghĩ là Trung Thần Y, Trung Thần Y không chỉ giỏi về nhiều phương diện, mà còn rất giỏi về nhi khoa, thời buổi này có thể chữa được bệnh cho trẻ con chính là cao thủ. Điều mà các người nói đều có thể xảy ra, không có ông cụ Hoàng thì tạm thời sẽ không có người dẫn đầu của quốc gia. Tần Lâm đã xem thông tin trên mạng, nhưng anh chỉ lướt qua mà thôi, cũng không lấy làm quan tâm lắm. Tô Văn Kỳ đột nhiên gửi tin nhắn cho anh, tôi nghe nói Đại hội Đông y được mở rồi, anh muốn có vé không, tôi giúp anh lấy một tấm. Tần Lâm mỉm cười, tôi không cần, tôi có thể vào được. Tô Văn Kỳ đáp lại một biểu tượng ok rồi nói, vậy tôi làm việc tiếp đây. Tần Lâm cảm thấy khá thú vị, Tô Văn Kỳ này bận trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến chuyện lấy vé cho anh, cũng nghĩa khí, đấy chứ. Chỉ là Tô Văn Kỳ không hề biết được Tần Lâm không những có thể đi vào, mà còn là bác sĩ trưởng, nếu nhìn thấy Tần Lâm là bác sĩ trưởng trên TV thì chắc là cô sẽ vô cùng bất ngờ. Tần Lâm đã gọi cho Diệp Vãn Nhi và Khổng Phàm Lâm, nên hai người đến từ rất sớm. Khổng Phàm Lâm sau khi nghe xong liền hết sức phấn khích. Cậu Tần, tôi có thể làm trợ lý cho cậu không? Tần Lâm gật đầu, đúng vậy, có bệnh nhân đương nhiên sẽ cần trợ lý, lúc đến đó ông cứ ngồi cạnh tôi là được. Khổng Phàm Lâm xoa xoa hai tay, vô cùng hào hứng, được, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Dù sao thì Khổng Phàm Lâm cũng là một bậc thầy Đông y, tuy trình độ thấp hơn những người khác nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với các bác sĩ bình thường. Dù vậy, ông ta vẫn khá lo lắng về việc điều trị trên sóng truyền hình trực tiếp. Cậu Tần, tôi phải đi chuẩn bị một chút, tút tút. Nói xong, Khổng Phàm Lâm thậm chí không thèm ăn gì liền bắt taxi đến trung tâm mua sắm để mua quần áo, sau đó đến tiệm hớt tóc để làm tóc. Khổng Phàm Lâm đã lên TV vài lần, biết rằng đẹp sẽ giúp ích rất nhiều cho hình ảnh của ông ta, nếu không khi lên hình sẽ trông rất già. Diệp Vãn Nhi cũng rất vui. Cô cũng không phải xuất thân chuyên ngành, cũng chưa bao giờ học đại học, nếu như có thể tham gia được chương trình như vậy thì dù không được làm trợ lý, cô cũng sẽ được chứng kiến sự lợi hại tại hiện trường. Trong khi Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm đang dùng bữa, đột nhiên có hai người phụ nữ cùng nhau bước vào, vừa đi vừa bàn luận. Này, cậu lấy được vé chưa? Lấy được rồi, hai tấm, yên tâm đi, tôi là y tá trưởng đấy, hai tấm vé không thành vấn đề. Hai người vừa ngồi cạnh Tần Lâm vừa nói chuyện, bỗng nhìn thấy Diệp Vãn Nhi liền kinh ngạc. Ồ, đây chẳng phải là Diệp Vãn Nhi sao? Diệp Vãn Nhi thoáng chau mày, tại sao lại là các cậu? Mấy người này là bạn học cấp 3 của Diệp Vãn Nhi, một người tên Liễu Ngọc, người còn lại tên Chỉ Mỹ. Khi còn đi học, bọn họ cũng giống như Diệp Vãn Nhi, đều muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc y tế và điều dưỡng. Kết quả gia đình Diệp Vãn Nhi lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn nên cô còn không thể đi học đại học. Chỉ Mỹ tỏ ra vẻ giễu cợt, Diệp Vãn Nhi, lâu rồi không gặp, bây giờ cậu làm gì vậy? Mặc dù Diệp Vãn Nhi không muốn trả lời, nhưng cũng đành phải nể mặt đáp. Ha ha, tôi làm việc ở một y quán. Chỉ Mỹ đột nhiên phá lên cười, ồ, làm ở y quán à, học việc. Cũng được đấy, cũng coi như hoàn thành được ước mơ của cậu rồi nhỉ.
Ban đầu mấy người bọn họ quyết tâm thi vào một trường đại học y để trở thành y tá, kết quả chỉ có mỗi Diệp Vãn Nhi trượt. Hồi đó có rất nhiều người theo đuổi Diệp Vãn Nhi, còn hai người này lúc nào cũng ở bên cô làm nền, vậy nên bọn họ cũng chẳng có ý gì tốt với Diệp Vãn Nhi cả. Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng, y quán nhỏ à, vậy không được đâu, trình độ của y quán nhỏ không được đảm bảo, cậu cũng chẳng biết được bác sĩ của y quán đó học y thuật ở đâu nữa là, bản thân còn không biết gì, sao có thể dạy người khác được đây. Đúng vậy, Diệp Vãn Nhi, nếu cậu muốn học y, tôi khuyên cậu nên đi đến lớp giáo dục tại chức đi, bây giờ cậu cũng chẳng còn cơ hội thi đại học nữa nên đành phải học bổ túc thôi, tuy trình độ không cao, nhưng vẫn còn hơn học việc cho người ta đấy nhỉ. Diệp Vãn Nhi chau mày, mấy người đừng nói lung tung, học việc thì sao? Có thể mở y quán thì đều có trình độ cả. Chỉ Mỹ cười chế nhạo, cậu đừng có ngây thơ quá, mở y quán thì có trình độ gì chứ? Chỉ cần có chứng chỉ hành nghề là đã có thể mở được, cũng có người dựa vào mối quan hệ đó thôi, nhưng đến lúc thật sự cần chữa thì lại chả biết mô tê gì cả. Liễu Ngọc bồi thêm, cậu xem hai bọn tôi này, học 5 năm ở đại học y, mỗi năm đều phải đi thực tập ở bệnh viện. Học chuyên môn và được giảng viên hướng dẫn, bấy nhiêu đó mà bây giờ tụi tôi cũng chỉ có thể làm y tá mà thôi. Cậu nghĩ mà xem, gia đình khó khăn phải bỏ học giữa chừng, bây giờ lại theo bác sĩ không đáng tin học y thuật, vậy thì mất bao lâu cậu mới có thể khám bệnh được đây? Diệp Vãn Nhi lập tức đứng phát dậy, vô cùng tức giận. Mấy người nói ai không đáng tin? Chỉ Mỹ thấy vậy liền kéo Liễu Ngọc lại, sau đó cười nói. Vãn Nhi đừng kích động chứ. Liễu Ngọc cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, theo tôi thấy thì cậu cũng đừng nên làm ngành này nữa, làm bác sĩ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Diệp Vãn Nhi trợn tròn mắt, không cần các người quan tâm. Chỉ Mỹ và Liễu Ngọc vốn định nhục mạ Diệp Vãn Nhi thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy cô không nói gì nên cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình ăn phần của mình thôi. Diệp Vãn Nhi bị chọc tức đến mức không chịu nổi, nhưng chỉ là học đại học thôi mà, thế mà tự nghĩ rằng bản thân ưu tú lắm sao. Học được đại học thì hay lắm à, anh Tần còn chưa học cấp 3 đây này, người ta cũng trở thành bác sĩ trưởng của Đại hội Đông Y rồi đấy sao? Tuy Diệp Vãn Nhi không học cao, nhưng cô đã học được rất nhiều thứ. Lúc Khổng Phàm Lâm không ở y quán, hiện tại cô cũng đã có thể khám bệnh được, chẳng qua cô không muốn tranh biện với bọn họ làm gì. Sau khi cả hai ăn xong, thời gian cũng không còn nhiều nữa, bọn họ cũng chuẩn bị đến thẳng đài truyền hình Trung ương. Trùng hợp là Trì Mỹ và Liễu Ngọc cũng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Vãn Nhi, hai người chuẩn bị đi đâu đấy? Tuy Diệp Vãn Nhi không muốn để ý đến bọn họ, nhưng bọn họ cứ mặt dày làm phiền cô. Đi đến đài truyền hình. Trì Mỹ ngây ra, đến đài truyền hình. Đến đó làm gì? Vãn Nhi, chắc không phải cậu muốn đi đến Đại hội Đông Y đó chứ? Diệp Vãn Nhi nhìn cô ta rồi nói, cậu cũng biết Đại hội Đông Y à? Chỉ Mỹ bật cười, đương nhiên rồi, tụi tôi chính là dân trong ngành mà, hơn nữa y tá cũng không phân biệt Tây y hay Đông y, vừa hay tụi tôi có hai vé, cậu có vé không? Liễu Ngọc cười nói, chỉ Mỹ, cậu đùa gì thế, cậu ấy chỉ là học việc ở y quán thôi, sao lại có vé được, xin lỗi nhé Vãn Nhi, tụi tôi chỉ có hai tấm vé thôi, chắc cậu chỉ có thể xem ở ngoài thôi. Diệp Vãn Nhi cau mày, không thèm để ý đến bọn họ. Sau đó trực tiếp đi thẳng đến đài truyền hình. Dù sao mục tiêu cũng chính là đài truyền hình, cho nên đường đi cũng giống nhau mà thôi, trong lúc đi cũng không tránh khỏi nói qua nói lại vài câu, Diệp Vãn Nhi cứ mặc kệ nên hai người bọn họ cũng chẳng còn hứng thú. Liễu Ngọc, cậu xem người đàn ông bên cạnh Diệp Vãn Nhi có phải là bạn trai cô ta không nhỉ? Hai người nhỏ giọng nói. Ừ, nhìn điệu bộ bạn trai của cô ta chắc là một tên nghèo kiết xác, đến xe còn không có. Tớ cũng nghĩ vậy, với điều kiện của Diệp Vãn Nhi, bình thường có hay giả vờ kiêu ngạo đi nữa thì vẫn rất khó để tiếp cận cô ta, đây cũng coi như là số phận rồi. Hai người vừa đi vừa tán dóc, chẳng bao lâu sau đã đến trước cửa đài truyền hình. Lúc này, ở ngoài cửa đã có một hàng dài người đang xếp hàng, bởi vì truyền hình trực tiếp nên phải kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả máy bay, căn bản không được mang theo thứ gì cả. Đến trước cổng. Chỉ Mỹ nhìn thấy Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm vẫn còn đang lượn lờ quanh đây, bèn nói. Diệp Vãn Nhi, không phải cậu thật sự muốn vào đấy chứ? Đây là truyền hình trực tiếp của đài truyền hình Trung ương đó, không có vé chợ đen đâu. Trong mắt cô ta thì Diệp Vãn Nhi không thể nào có vé được,
một y quán nhỏ làm sao có thư mời chứ? Nhận được thư mời đều là những người cấp chủ nhiệm trở lên của các bệnh viện lớn mà thôi, hai bọn họ có được vé là do dựa vào quan hệ, nếu không sẽ rất khó để có được. Buổi nói chuyện với đại sư đông y có thể giúp cho người nghe có cơ hội học tập rất nhiều tại chỗ, đồng thời cũng là cơ hội để mài giũa bản thân. Sau khi trở về đơn vị còn có thể nói mình đã đi đến đại hội đông y, một khi nói ra liền cảm thấy giá trị của bản thân tăng lên gấp bội. Diệp Vãn Nhi cau mày, sau đó lấy vé của mình ra, tớ có vé. Nhìn thấy Diệp Vãn Nhi cầm tấm vé màu đen trên tay, hai người sững ra một lúc rồi nói. Tại sao vé của chúng ta lại không giống nhau? Chị Mỹ cũng lấy vé của mình ra, nhìn thấy vé của cô ta có màu đỏ còn Diệp Vãn Nhi lại là màu đen, khác biệt vô cùng lớn. Đương nhiên vé của bọn họ không hề giống nhau, vé của Tần Lâm là vé vào cửa của nhân viên, còn vé của hai bọn họ lại là vé khán giả. Chị Mỹ cau mày, Diệp Vãn Nhi, chắc không phải cậu lấy vé giả đó chứ? Chị Mỹ vừa dứt lời, đột nhiên mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Mọi người đều quay lại nhìn, Diệp Vãn Nhi chính là tiêu điểm. Diệp Vãn Nhi cau mày, chị Mỹ, cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Vé của tôi là thật. Chị Mỹ hừ lạnh một tiếng, Diệp Vãn Nhi, cậu đã không đi học rồi, lại ở ngoài xã hội học lừa dối, cậu xem vé của cậu có giống của tụi tôi không? Không phải giả thì là gì? Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng, những người như cậu không nên trà trộn vào đội ngũ y tá của chúng tôi, bảo vệ đâu? Để bảo vệ đem bọn họ ra ngoài. Hai người la hét ồn ào, thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ. An ninh của đài truyền hình Trung ương vô cùng nghiêm ngặt, đặc biệt là hiện trường truyền hình trực tiếp, thậm chí có cả cảnh sát vũ trang được điều động. Vài nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới, cau mày hỏi. Có chuyện gì thế? Chị Mỹ chỉ vào Diệp Vãn Nhi, nói. Cô ta dám dùng vé giả, các người mau kiểm tra đi. Nhân viên bảo vệ liền cau mày, sau đó bước về phía Diệp Vãn Nhi. Thưa cô, xin cho chúng tôi kiểm tra vé. Sắc mặt Diệp Vãn Nhi đanh lại rồi đưa vé ra. Nhân viên bảo vệ xem qua rồi lấy thiết bị ra quét, bíp một tiếng, sau đó nói. Thưa cô, đây là vé vào cửa của nhân viên, mời cô đi vào lối đặc biệt bên đó. Lời nói của bảo vệ khiến mọi người đều sững sờ. Diệp Vãn Nhi nhìn lướt qua tấm vé, bên trên hình như có ghi nhân viên nào đó. Cũng đúng, anh Tiểu Lâm là bác sĩ trưởng mà, đương nhiên vé anh lấy được phải là vé của nhân viên rồi. Cả Trì Mỹ và Liễu Ngọc đều sững ra, sau đó chau mày. Sao lại như vậy được? Các người nhầm rồi, tại sao cô ta có thể là nhân viên được chứ? Đúng vậy, cô ta thậm chí còn không có chứng chỉ y tá. Xem có phải cô ta đang trà trộn vào đây không? Nhân viên bảo vệ lãnh đạm nói, vé của nhân viên không có tên. Nói xong liền lập tức dắt Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm đến lối vào đặc biệt đến thẳng chỗ ghi hình. Sắc mặt Trì Mỹ và Liễu Ngọc sa sầm xuống, không ngờ Diệp Vãn Nhi lại may mắn như vậy, có lẽ người phụ nữ này đã nhặt được hoặc đã mua vé từ người khác. Vé của nhân viên đều không có ghi tên nên bất kỳ ai có vé cũng có thể vào. Thực ra những người có quyền phát vé nhân viên đều là những nhân vật lớn, hoặc là giảng viên, chuyên gia, đạo diễn nổi tiếng, vậy nên độ tin cậy cũng vô cùng cao. Còn khán giả phải được xác thực tên họ, để tránh việc mua vé chợ đen. Chị Mỹ và Liễu Ngọc tức giận đứng xếp hàng, nhìn thấy Diệp Vãn Nhi và Tần Lâm được thuận lợi vào trong bèn cảm thấy khó chịu. Sau khi chờ nửa tiếng để qua vòng kiểm tra an ninh, sau khi vào đến hiện trường rồi tìm vị trí của mình ở ghế khán giả. Vé của bọn họ cũng là của người ta cho mà thôi, cũng chẳng có tư cách gì, dựa vào quan hệ mới có được hai tấm vé, đương nhiên chỗ ngồi cũng sẽ không quá tốt. Ngồi ở hàng cuối cùng, hơn nữa còn là ở góc, hoàn toàn không thể nhìn rõ quầy lễ tân, hơn nữa, khán giả ở phía trước cũng rất cao nên đã che khuất tầm nhìn của bọn họ. Cả hai nghiêng trái rồi nghiêng phải, tìm hẳn mấy góc độ nhưng hoàn toàn không thể nào thấy rõ được, đột nhiên bọn họ nhìn thấy Diệp Vãn Nhi đang ngồi ở hàng đầu tiên. Cả hai lập tức sững ra. Con tiện nhân đó lại được ngồi hàng đầu tiên sao? Chị Mỹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, đừng quên là cô ta lấy đâu ra tấm vé nhân viên đó. Liễu Ngọc hừ lạnh một tiếng, con tiện nhân đó cũng may mắn thật đấy, ngồi gần như thế làm gì, có hiểu được cái gì đâu chứ? Chị Mỹ nói, hay là chúng ta lên đổi chỗ với cô ta đi? Liễu Ngọc gật đầu, được, đi thôi. Hai người đứng dậy, lập tức đi lên phía trước.
sau đó nói với Diệp Vãn Nhi. Vãn Nhi, cậu ngồi đây nghe cũng không hiểu gì đâu, đừng lãng phí cơ hội nữa, hay là đổi vị trí với tụi tôi đi. Diệp Vãn Nhi cau mày, dựa vào cái gì chứ, ai nói là tôi nghe không hiểu. Chỉ Mỹ hừ lạnh một tiếng, đến cả đại học còn không được học, cậu chỉ là học việc ở y quán mà thôi, cậu thì hiểu được cái gì chứ, cậu ở phía sau còn có thể nghe rõ đó, lỡ mai ngồi ở đây người ta lại phát hiện ra cậu mua lại vé, nói không chừng sẽ bị đuổi ra ngoài đó. Diệp Vãn Nhi cạn lời, hai người này cũng thật tự cho mình là đúng quá rồi. Hai người đừng có mà tự suy diễn thế nữa, tôi sẽ không đổi đâu, vả lại, tôi chỉ có một chỗ, còn các người là hai. Chị Mỹ nói, lúc nãy ở trước cửa không phải có bạn trai cậu sao, hai người rồi còn gì, vừa hay chúng ta có thể đổi vị trí. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Lâm cũng có vé nhân viên ngồi ở hàng thứ nhất, cho nên mới muốn hai người đổi vị trí, nhưng bọn họ lại không thể ngờ rằng Tần Lâm không ngồi ở đây, mà là trên sân khấu. Diệp Vãn Nhi cau mày, không đổi. Chị Mỹ chau mày, nói một cách uy hiếp. Diệp Vãn Nhi, xung quanh đây toàn là đồng nghiệp đồng ngành của tụi tôi. Tốt nhất cậu đừng nên tự chuốc bực mình, biết điều thì hãy mau tự đi tìm chỗ khác đi. Sắc mặt Diệp Vãn Nhi lập tức thay đổi, hai người này nói được làm được, nếu như thật sự có ồn ào thì cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến anh Tiểu Lâm. Ngay khi Diệp Vãn Nhi đang định tìm cách giải quyết thì Tần Lâm tiến tới. Sao thế? Diệp Vãn Nhi chưa kịp lên tiếng thì chị Mỹ đã chen vào, chúng tôi muốn đổi chỗ với hai người ngồi đây là hoàn toàn lãng phí. Nếu không đổi thì chúng tôi sẽ kêu người, nói rằng hai người trộm vé, để cho bảo vệ tống cổ hai người ra ngoài. Tần Lâm cau mày. Lúc trước hai người này cứ gây phiền phức mãi không thôi, Tần Lâm cũng chẳng thèm để ý tới, không ngờ bây giờ còn làm đến mức này, muốn đổi vị trí à? Tần Lâm nháy mắt với một nhân viên bảo vệ ở phía sau, người đó lập tức tiến đến. Cậu Tần, có chuyện gì vậy? Một câu nói, cậu Tần, đã làm cho cả hai người Chỉ Mỹ và Liễu Ngọc sững sốt. Chuyện gì thế? Tại sao bảo vệ lại tôn trọng tên này như vậy? Tần Lâm chỉ vào hai người Chỉ Mỹ và Liễu Ngọc, nói. Hai người này có thể sẽ gây rắc rối ở đây, đuổi ra ngoài đi. Nhân viên bảo vệ gật đầu, lập tức nói. Vâng, thưa hai cô, xin mời hai người rời khỏi đây cho. Chỉ Mỹ và Liễu Ngọc sững ra một lúc. Sau đó cau mày, dựa vào cái gì chứ? Chúng tôi có vé đấy. Không tin thì các người cứ kiểm tra đi, hơn nữa danh tính cũng đúng, chúng tôi được mời đó. Nhân viên bảo vệ nói, tôi không cần xem, cho dù có được mời, nhưng nếu hai người bị hoài nghi sẽ gây rắc rối thì xin hãy ra ngoài cho. Đùa gì thế, cậu Tần chính là bác sĩ trưởng đấy, người mà anh muốn đuổi ra thì ai dám giữ lại chứ? Khán giả thiếu đi hai người cũng chẳng sao. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp, lỡ may xảy ra chuyện thì cuối cùng bảo vệ cũng phải là người xử lý, chỉ bằng cứ nên đề phòng sự cố, đuổi bọn họ ra ngoài trước. Chỉ Mỹ nhìn thấy bảo vệ vẫn kiên quyết như vậy liền có chút ngơ ngác. Làm gì thế, đừng động vào tôi, nếu còn đụng vào thì tôi sẽ tố cáo anh vô lễ đấy. Làm sao nhân viên bảo vệ của đài truyền hình trung ương có thể để cho cô ta lộng hành được? Ngay khi cô ta vừa hét lên, bảo vệ lập tức ra tay. Mời cô ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bắt buộc, cảnh cáo lần một. Cảnh cáo lần hai. Cảnh cáo lần ba. Nói xong, bảo vệ trực tiếp xịt hơi cay. Chỉ Mỹ và Liễu Ngọc bị xịt hơi cay, ngay lập tức nằm xuống đất và bắt đầu lăn lộn, bốn nhân viên bảo vệ trực tiếp tiến lên và lôi hai bọn họ ra ngoài. Diệp Vãn Nhi quay đầu lại, không hề có chút thương cảm gì với loại người này, cuối cùng mọi thứ cũng đã sạch sẽ rồi. Anh Tiểu Lâm. Sắp bắt đầu rồi đúng không? Tần Lâm gật đầu, sau đó lấy mặt nạ ra rồi đeo vào. Diệp Vãn Nhi sững ra một lúc, anh Tiểu Lâm, tại sao anh lại đeo thứ này? Tần Lâm mỉm cười, đây là đài truyền hình trung ương đấy, tốt hơn vẫn không nên ra mặt. Kẻ thù của nhà họ Tần, ngoài ba gia tộc lớn ra, có lẽ còn những người khác nữa, làm gì cũng không nên lộ liễu quá, khiêm tốn một chút vẫn hơn. Tần Lâm đeo mặt nạ, chỉ để lộ miệng và mắt. Anh mặc áo blue trắng và thắt cà vạt, trông hệt như một hiệp khách. Dù sao cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trước người dân cả nước nên vẫn phải chú ý hình tượng một chút. Đạo diễn thấy thời gian không còn nhiều nữa, bèn ra hiệu một tiếng. Mọi người vào vị trí, chương trình trực tiếp sẽ phát sóng trong 5 phút nữa. Đạo diễn vừa nói xong,
bỗng có một cô gái mặc áo blue trắng hốt hoảng chạy vào, chính là Lâm Nguyệt Giao. Thật xin lỗi mọi người, tôi đến muộn rồi. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao cầm tấm vé nhân viên màu đen trên tay, mọi người chẳng ai dám trách cứ, nhanh chóng bảo cô tìm chỗ ngồi xuống. Sau khi Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống, nhìn xung quanh một lúc nhưng chẳng thấy Tần Lâm đâu. Sau đó cô gửi tin nhắn. Em đến rồi, anh đang ở đâu? Tần Lâm đã chuẩn bị lên sân khấu, nên cũng không xem điện thoại. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, Lâm Nguyệt Giao cũng thực sự cảm thấy khó hiểu, tại sao Tần Lâm lại có vé của một đại hội lớn như vậy? Bản lĩnh vậy à? Nhưng nghĩ lại, mặc dù tên này không giỏi y thuật lắm, nhưng anh đã trở thành chuyên gia đặc biệt ở bệnh viện của bọn họ, rõ ràng là địa vị của anh cao hơn hẳn Lâm Nguyệt Giao. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao nhất thời vẫn chưa quen được mà thôi. Đạo diễn Cao đã ổn định vị trí khán giả xong xuôi, sau khi bàn bạc đầy đủ với các nhân viên khác liền bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, buổi truyền hình trực tiếp bắt đầu. Hiệu lệnh vừa dứt, tất cả khán giả đều trở nên im lặng, những khán giả này đã được chọn lọc nên cũng chẳng ai gây khó khăn, trên sân khấu còn có các tiền bối chuyên gia của bọn họ. Ai nấy đều nóng lòng muốn học hỏi, đương nhiên sẽ không gây náo loạn. Người dẫn chương trình của đài truyền hình trung ương chính là Nhất tỷ Tiểu Lan. Tiểu Lan mặc trang phục chuyên nghiệp, trang trọng và phóng khoáng, bước ra khỏi hậu trường và nói với ống kính. Hôm nay là đại hội đông y mà mọi người đã chờ đợi từ lâu. Đông y, đó là tinh hoa của đất nước, được Hoa Hạ truyền từ 5.000 năm nay, là kết tinh của trí tuệ ông cha ta. Hôm nay, chúng tôi may mắn được mời các bậc thầy hàng đầu về y học cổ truyền, họ sẽ giải thích về đông y cho chúng ta và điều trị tại chỗ. Xin kính mời, bậc thầy đông y thủ đô, chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thủ đô, Đại sư Triệu Hồng Nghiêm. Bậc thầy đông y Liêu Đông, Hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Liêu Đông, chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Ung thư Liêu Đông, Đại sư Tôn Sương Hải. Theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, lần lượt từng chuyên gia xuất hiện. Cơ bản đều từ 60 tuổi trở lên, mặc áo blue trắng, mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng có phong thái. Trên sân khấu có hai hàng ghế ngồi, ở giữa có giường bệnh, bên cạnh đã được chuẩn bị trang thiết bị và dụng cụ để chữa trị tại chỗ. Và ở chính giữa có một cái bục, nhưng vị trí này vẫn chưa có ai lên. Đợi mọi người lên hết, người dẫn chương trình mới tiếp tục nói. Tiếp theo, tôi xin mời bác sĩ trưởng, chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân, Tần Đại Sư. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, bỗng có một vài tiếng vỗ tay thưa thớt của khán giả. Mọi người đều sững sờ, chỉ biết vỗ tay vì lịch sự mà thôi. Bọn họ nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là ai? Tần Đại Sư, chuyên gia đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân. Hết rồi sao? Các chuyên gia giới thiệu trước đó đều có rất nhiều chức danh, nào là bậc thầy đông y, hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền, nhưng khi đến bác sĩ trưởng lại chẳng có gì cả. Chỉ có một danh hiệu duy nhất, nhưng cũng chẳng phải là bậc thầy đông y. Tuy nhiên có một số người của Bệnh viện Nhân dân ở dưới lại vô cùng phấn khích, bao gồm cả Lâm Nguyệt Giao. Tần Đại Sư. Người khác không biết Tần Đại Sư, nhưng người của Bệnh viện Nhân dân lại biết, Tần Đại Sư giống hệt như một vị thần ở chỗ của bọn họ vậy. Trước đây trong những ca phẫu thuật liên tiếp, một số bệnh nhân quan trọng đã được anh cứu từ quỷ môn quan về, quả thật là điều đáng kinh ngạc. Kỹ thuật này thật khiến cho người ta thán phục, hoàn toàn có thể thuyết phục được người khác. Nghĩ đến việc ông cụ Hoàng qua đời, thì ai có thể đảm đương vị trí bác sĩ trưởng đây, không ngờ lại là Tần Đại Sư. Lâm Nguyệt Giao cũng phấn khích siết chặt tay, thật sự là Tần Đại Sư đúng không? Từ trước đến nay cô vẫn chưa được thấy qua Tần Đại Sư. Dưới ánh mắt trông đợi của mọi người, Tần Lâm bước ra từ hậu trường, anh mặc áo blue trắng và đeo cà vạt xanh, trên mặt còn đeo cả mặt nạ. Tất cả mọi người đột nhiên có chút thất vọng, Tần Đại Sư này cũng thần bí quá rồi, lại còn đeo mặt nạ. Lâm Nguyệt Giao cũng rất tò mò, nhưng cô không thể nào nhìn thấy rõ mặt của Tần Đại Sư, trong lòng có hơi thất vọng. Tần Lâm đeo mặt nạ, ngoài để che giấu thân phận thì còn có một ưu điểm khác, đó chính là có thể che giấu được tuổi tác. Nếu để các chuyên gia lão làng nhìn thấy gương mặt trẻ trung của anh thì có lẽ sẽ gây nên đàm tiếu. Tần Lâm đi lên sân khấu rồi ngồi vào bục chính. Sau đó nói một cách đĩnh đạc. Đông y chú trọng điều trị các triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ, để truy tìm nguồn gốc. Chỉ có điều trị tận gốc bệnh mới là phương pháp nhanh nhất, dễ nhất và ít gây hại nhất. Ví dụ,
có một bệnh nhân luôn bị viêm ruột, dù điều trị như thế nào thì bệnh nhân vẫn bị bệnh thường xuyên, sau khi chẩn đoán thì phát hiện bệnh nhân thích ăn cay và uống nước lạnh. Điều này sẽ tìm ra gốc rễ của bệnh, nếu không hết gốc rễ của bệnh thì bệnh sẽ không bao giờ được chữa khỏi, chỉ cần người bệnh kiêng ăn cay và uống nước lạnh thì bệnh sẽ tự khỏi mà không cần thuốc. So với Tây y, vừa cho bệnh nhân uống thuốc, vừa thả ra bệnh nhân lại tiếp tục ăn cay và uống nước lạnh, vậy thì sức khỏe chỉ ngày càng xấu đi mà thôi, cho nên ý định ban đầu của Đông y chính là điều trị tận gốc. Sau khi Tần Lâm nói xong, khán giả đột nhiên vỗ tay, trong đó có mấy vị chuyên gia lão làng trên sân khấu cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Vị bác sĩ lớn tuổi Tôn Sương Hải của bệnh viện ung thư nói nhỏ, Lão Nghiêm, tôi nghe nói anh đã gặp người này. Thấy thế nào? Lão Nghiêm thở dài, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ và đưa ngón tay cái lên. Đừng nhìn thấy cậu ấy trẻ, cậu ấy thật sự có trình độ đấy. Tôn Sương Hải cau mày, trẻ, trẻ đến mức nào, có thể trẻ hơn cả Khổng Phàm Lâm sao? Lúc này, Khổng Phàm Lâm đang đứng sau Tần Lâm làm trợ lý, mọi người đều vô cùng tò mò, Khổng Phàm Lâm đã là bậc thầy đông y trẻ nhất trong ngành, rất nhiều người còn lấy đó để làm mục tiêu. 45 tuổi đã có thể lấy được danh xưng bậc thầy đông y, đó là ước mơ cả đời của bọn họ. Nhưng nghe Lão Nghiêm nói, hình như Tần Đại Sư còn trẻ hơn cả Khổng Phàm Lâm. Lão Nghiêm gật đầu, vẻ mặt có hơi nghiền ngẫm. Không chỉ trẻ hơn Khổng Phàm Lâm, Tần Đại Sư này còn chưa đến 30 nữa cơ. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chưa tới 30 tuổi. Đùa à, không đến 30 tuổi mà cũng dám tự xưng là Đại Sư sao? Chưa đến 30, dù bắt đầu học y từ khi lọt lòng mẹ cũng chỉ hơn 20 năm, làm sao có thể so sánh với những người đã có thâm niên 50, 60 năm trong ngành chứ? Vậy mà vẫn có thể làm bác sĩ trưởng được sao? Lời nói của Lão Nghiêm rõ ràng đã khiến cho mọi người không hề hài lòng, Tần Lâm này thật sự còn quá trẻ, không thể nào đủ thuyết phục được. Mọi người đều xì xào bàn tán, nhưng cũng không quá sôi nổi, dù sao cũng là truyền hình trực tiếp. Tần Lâm giải thích sơ qua về lý thuyết, ban đầu mọi người cũng khá bị thuyết phục, nhưng khi nghe đến tuổi của Tần Lâm liền lập tức nghĩ anh đã học thuộc lòng những thứ này. Người dẫn chương trình Tiểu Lan nói, Tần Đại Sư đã nói lý thuyết nhiều như vậy, tiếp theo, chúng tôi sẽ yêu cầu một bệnh nhân đến thực hành và xem cách đông y chữa trị. Xin mời bệnh nhân. Tiểu Lan vừa dứt lời, bỗng một ông già bước đi khập khiễng tiến lên sân khấu. Ông già này trông khoảng hơn 60 tuổi, khuôn mặt ửng hồng. Nhưng lại bước đi khập khiễng, sắc mặt lộ vẻ đau đớn. Bệnh nhân đi tới chỗ Tần Lâm rồi ngồi xuống, sau đó Tần Lâm nhìn ông già một lượt, hỏi. Đau chân à? Ông cụ xoa đầu gối, rồi gật đầu, thấp khớp, bệnh cũ thôi. Tần Lâm ngửi thấy mùi rượu trên người ông cụ, bèn nói, bắt mạch trước đi. Bởi vì hầu hết những bệnh nhân trong chương trình này đều là người trung niên và cao tuổi, vậy nên vì để tăng hiệu quả của chương trình, nên phải tìm một bệnh nhân cao tuổi đầu tiên, hơn nữa, đó cũng là một căn bệnh tương đối phổ biến, bệnh thấp khớp. Sau khi Tần Lâm bắt mạch xong, liền cau mày lắc đầu. Ông cụ, bệnh này không phải thấp khớp. Mọi người đều sững sốt, không phải thấp khớp. Tôn Sương Hải không khỏi chau mày, nói. Sao lại không phải thấp khớp? Triệu chứng thấp khớp là đau nhức xương khớp, cứng đờ, mất chức năng, mệt mỏi, rã rời. Ông cụ này vừa nhìn là đã biết bị thấp khớp, cậu không xem nhầm đấy chứ. Tôn Sương Hải cũng tiến đến, mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng, đây là truyền hình trực tiếp, tại sao ông Tôn lại có hành động như vậy? Đạo diễn Cao ở bên dưới cũng chau mày, một số biên tập viên cũng lo lắng, bọn họ ra hiệu với đạo diễn để hỏi xem ông ta có muốn dừng chương trình phát sóng trực tiếp hay không. Đạo diễn Cao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, thắc mắc cũng là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng là phụ thuộc vào cách giải quyết của Tần Lâm. Khán giả bên dưới khán đài cũng lặng đi, vốn tưởng rằng sẽ bàn luận về đông y một cách thân thiện, nhưng không ngờ lại xảy ra xung đột. Tôn Sương Hải này là một người nổi tiếng nóng tính trong giới đông y, và ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu với những đại sư tự xưng đó. Bất cứ ai dám mạo danh đại sư đều phải đối đáp với ông ta vài câu, người đó mới chính là đại sư thực thụ. Nếu trình độ đối phương thật sự không cao thì chắc chắn khi trả lời sẽ toát mồ hôi lạnh. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Vãn Nhi ngồi dưới khán đài cũng cảm thấy lo lắng, đây là chương trình phát sóng trực tiếp, hơn nữa Tôn Sương Hải còn là một cao thủ về đông y, nếu như Tần Lâm thực sự trả lời không được thì đó sẽ là một sự cố ngay trên sóng truyền hình. Đối mặt với câu hỏi của Tôn Sương Hải, Tần Lâm chỉ cười nhạt,
có các vấn đề về khớp, không nhất định phải bị thấp khớp, có nhiều bệnh có thể gây biến chứng mà thôi. Nói xong, Tần Lâm hỏi bệnh nhân. Phân có bình thường không? Ông cụ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không, đi nặng rất khó khăn. Tần Lâm gật đầu. Đi tiêu của ông lâu ngày không thông, phủ tạng chuyển thành nhiệt, nhiệt không có đường thoát ra ngoài nên hơi nóng ẩm mới truyền vào các khớp, đột ngột ra ngoài và gặp khí lạnh bao trùm nhiệt, đây là bệnh gút. Câu nói của Tần Lâm khiến mọi người sững ra. Bệnh gút. Ai cũng đã từng thấy qua bệnh gút. Bệnh gút là đau gót chân chứ không phải đau đầu gối, tuy triệu chứng của hai bệnh này giống nhau nhưng về vị trí cụ thể lại có chút khác biệt. Tôn Sương Hải nhíu mày, mặc dù lời nói của Tần Lâm có lý và có cơ sở, nhưng ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Gút là một cơn đau ở cuối gót chân, bệnh nhân này lại luôn ôm đầu gối của mình, cậu giải thích thế nào đây? Tần Lâm trả lời, như tôi vừa nói, bệnh đau khớp gối của ông cụ là một biến chứng, cũng tức là thấp khớp, điều đó đúng. Nhưng bệnh thấp khớp do gút mà chữa theo triệu chứng thấp khớp thì sẽ không trị được tận gốc, chữa thấp khớp thì bệnh gút sẽ không khỏi, sẽ lại tái phát. Tôn Sương Hải suy nghĩ một hồi rồi ngồi xuống, không hề phản bác. Trong lòng thầm nghĩ, những gì tên nhóc này nói quả thật rất có lý. Đối mặt với lời chất vấn của một bậc thầy đông y, có thể không hề sợ hãi, thì một là có tố chất tâm lý tốt, da mặt siêu dày, hai là trong lòng rất tự tin. Có vẻ như Tần Lâm là vế đằng sau. Dưới khán đài không còn ai chất vấn nữa, Tần Lâm tiếp tục hỏi bệnh. Ngày thường có uống rượu không? Ông cụ cười, có uống một ít, một ngày hai lần, tôi tuổi cao rồi, uống một ít rượu trắng có lợi cho sức khỏe, có thể làm mềm mạch máu. Tần Lâm cười không nói gì, sau đó lại hỏi tiếp. Đi tiểu có bọt không, có mùi không? Mấy biên tập viên nhíu mày, nói với đạo diễn cao. Đây là truyền hình trực tiếp đấy, cứ tiểu tiện với cả đi nặng, có phải hơi thô tục quá không? Đạo diễn cao không để ý, đây là khám bệnh, không phải chọn hoa hậu, con người ăn ngũ cốc hoa màu, đương nhiên đã ăn uống thì phải đi ngoài rồi, có gì mà thô tục, mấy người không đi nặng à? Mấy biên tập viên bị đạo diễn nói cho mà đỏ mặt, không dám ho he. Ông cụ nói, có bọt, mùi rất nặng. Tần Lâm gật đầu, lấy ra một cây bút, viết một đơn thuốc, sau đó nói. Nếu ông muốn khỏi bệnh thì phải kiêng rượu, ông làm được không? Ông cụ sững sờ, bệnh này của tôi thì có liên quan gì đến uống rượu chứ? Tôi cũng không uống nhiều mà. Tần Lâm nói, nhân cơ hội này, tôi cũng muốn gạt bỏ mấy lời đồn thổi vớ vẩn. Lúc nãy ông nói, uống một chút rượu có lợi cho sức khỏe, làm mềm mạch máu, cái này là đồn thổi vớ vẩn. Rượu là rượu, cồn không có lợi gì cho sức khỏe, cho dù uống một ngụm thôi cũng rất nguy hiểm với sức khỏe của ông. Mấy lời đồn thổi này được truyền ra, rõ ràng là do mấy người thích uống rượu tạo nên, tìm lý do để uống rượu mà thôi. Tần Lâm vừa nói ra mấy lời này, khán giả bên dưới liền bật cười. Không ngờ vị Tần đại sư này hài hước thế, vốn cho rằng Đại hội Đông y sẽ là một chương trình thảo luận về học thuật một cách vô cùng nghiêm túc, nhưng không ngờ nó lại hài hước và nhẹ nhàng đến vậy. Rất nhiều cư dân mạng xem video trên nền tảng Livestream cũng cười như được mùa, bắt đầu thả bình luận. Vị Tần đại sư này thẳng thắn quá ha ha ha. Cảnh cáo Tần đại sư, anh đã bị cả nhà loại ra khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Chương trình này thú vị quá, về sau Tần đại sư mà là đối tượng của tôi, cùng tôi theo đuổi thần tượng thì chắc thú vị lắm. Ông cụ nghe vậy xong liền cười gượng, nếu thực sự vì uống rượu mới đau, vậy không uống là được nhỉ. Cơ thể đương nhiên là số một, ông cụ đã được nếm trải nỗi khó chịu khi bị gút, vậy nên không uống rượu cũng được. Tần Lâm nói, tôi viết cho ông hai toa thuốc, nhân trần ngũ linh tan, bạch hổ thừa khí thang, mỗi toa uống 10 ngày, bỏ rượu, không được ăn đồ ăn có lượng purin cao, 3 ngày sẽ có hiệu quả, 1 tháng là khỏi bệnh. Ông cụ gật đầu lia lịa, cảm ơn bác sĩ. Tôn Sương Hải có hơi hiếu kỳ, có thể cho chúng tôi xem một chút đơn thuốc này không? Tần Lâm gật đầu, giơ tay ý bảo bọn họ có thể xem. Ông cụ đưa đơn thuốc qua, các chuyên gia lập tức đứng lên xem, sau đó liền liên tục gật đầu. Đơn thuốc này không tồi, thuốc có tính ôn hòa hơn nữa lại vô cùng có hiệu quả, trong đó còn thêm một phần bã rượu, để ông cụ thỏa cơn thèm rượu, lại không ảnh hưởng đến sức khỏe, thực sự phù hợp với người bệnh mà. Có thể kê được đơn thuốc thế này, anh thanh niên được gọi là đại sư này đúng là không hề chỉ có danh không có thực. Mọi người ở đây đều cho Tần Lâm nhiều bình luận tốt.
Lão Nghiêm cười hi hi mà nói, thế nào lão Tôn, phục chưa? Tần đại sư đây đúng là có bản lĩnh nhỉ. Tôn Xương Hải thực sự phục, Tần Lâm chẩn đoán chuẩn vô cùng, kết hợp với đơn thuốc chu toàn mọi mặt, người bệnh chắc chẳng mấy chốc mà khỏi thôi. Có điều nhiều cư dân mạng trước màn ảnh nhỏ vẫn không hài lòng. Chỉ thế thôi à, đây đâu phải là chữa bệnh ngay tại chỗ, còn cần phải đi về uống thuốc, chẳng phải đông y thần kỳ lắm sao, sao lại không thể chữa khỏi ngay lập tức vậy? Đúng vậy, chúng tôi muốn xem châm cứu, mấy thứ này chán quá. Mau, mau cho một chứng bệnh khó chữa đi, gút đâu phải bệnh lớn gì, tôi cũng biết chữa, đài truyền hình trung ương chẳng nhẽ chỉ có vậy thôi à. Đưa mấy người bệnh cụt tay què chân lên đi, bảo đại sư chữa thì tôi mới tin, chứ mấy chứng bệnh bình thường này chán quá. Dù sao trong chương trình, Tần Lâm cũng nói quá chuyên ngành, người trong ngành nghe phát liền biết ngay anh rất giỏi. Nhưng người ngoài ngành nghe xong thấy khô khan vô cùng, cuối cùng đâu có chữa khỏi ngay tại chỗ cho ông cụ, vẫn phải về nhà uống thuốc mới khỏi, như vậy thì chả hay gì cả. Người Hoa Hạ có hơi thần thánh hóa đông y, cũng như công phu Hoa Hạ vậy, trong mắt mọi người chỉ cần biết một chút công phu là có thể vượt nóc băng tường, ngắt lá phi hoa. Nhưng trên thực tế chữa bệnh bằng đông y không có gây chấn động như vậy, nhiều lúc cũng chỉ bình thường mà chữa thôi, khám bệnh, kê đơn. Về nhà uống thuốc, 3 đến 5 ngày sẽ thấy hiệu quả. Nhưng là chương trình truyền hình, nên như thế này vẫn hơi khô khan, đạo diễn Cao nhìn phản ứng của cư dân mạng, nhíu mày nói. Đưa người bệnh cuối cùng vào đi. Mấy biên tập viên cũng hơi kinh ngạc, đạo diễn Cao thực sự muốn đưa anh ta lên sân khấu sao? Nguy hiểm lắm. Đạo diễn Cao gật đầu, thực sự ông ta cũng rất lo lắng, nhưng nhìn Tần Lâm thành thạo tay nghề như vậy, cảm thấy cũng không thành vấn đề. Vì hiệu quả của chương trình, phải liều một phen. Mời người bệnh số 2. Tiểu Lan đã nghe được tin qua tai nghe, lập tức mời người bệnh đặc biệt lên sân khấu. Người bệnh này vô cùng đặc biệt, bởi vì khi anh ta lên sân khấu, còn đeo một chiếc còng tay. Một anh thanh niên khoảng 24-25 tuổi, tầm tuổi Tần Lâm, cơ thể cường tráng, bên cạnh còn có bố đỡ anh ta, người bố già bị mù một mắt, vừa nhìn liền biết mù nhiều năm rồi. Tần Lâm cũng nhíu mày. Sao lại đeo còng tay vậy? Sau khi lên sân khấu, MC bắt đầu giới thiệu. Thưa khán giả, mọi người yên tâm, người bệnh đeo còng tay không phải vì anh ấy là tội phạm mà vì dễ bị kích động, vậy nên anh ấy tự bảo còng mình lại. Nói xong, MC liền đưa mic cho anh ta, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không? Người bệnh cúi đầu, tâm trạng có vẻ khá ủ rột, hơi xấu hổ. Tôi lên là Tô Nhân Long, năm nay 24 tuổi. Tôi bị rối loạn tâm thần ngắt quãng, từng hại chết mẹ tôi, làm mù một bên mắt của bố tôi. Nói xong, Tô Nhân Long lập tức quỳ xuống khóc. Xin các vị thần y có thể cứu tôi. Các bác sĩ ở bên dưới lập tức đứng dậy, tôi nhớ ra rồi, có phải bệnh nhân tâm thần lên thời sự mấy năm trước không? Mấy năm trước thời sự từng đưa tin, một tên nhóc chưa đến 20 tuổi nổi cơn điên, cầm dao chém người, mất khống chế mà chém chết mẹ mình, chọc mù một bên mắt của bố mình. Lúc đó, chuyện này thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người, sau này cậu thanh niên ấy được đưa đến bệnh viện tâm thần, dạo gần đây mới có chuyển biến tốt. Mọi người lập tức kinh ngạc. Chuyện gì thế này, sao lại để một bệnh nhân tâm thần đến đây? Nhỡ may chém chết người ngay tại đây thì sao? Khán giả dưới sân khấu có hơi hoảng sợ, bắt đầu xôn xao. Bố Tô Nhân Long vội vàng nói, mọi người đừng hoảng sợ, con trai tôi không phải bệnh nhân tâm thần. Nó đã được bệnh viện kiểm tra một năm rồi, nhưng không tìm được vấn đề. Mọi người đều nhíu mày, không có vấn đề sao lại chém chết mẹ mình, đây chẳng phải là tội phạm giết người sao? Đúng, tội phạm giết người. Khán giả dưới sân khấu lập tức kích động, không mắc bệnh tâm thần mà cầm dao giết người thân của mình, nói là chẳng may thì ai tin. Người bệnh vừa đi ra, quả nhiên có hơi không khống chế được chương trình rồi, mấy biên tập viên cũng hơi sốt ruột. Vội vàng gọi cảnh sát vũ trang và bảo vệ khống chế nơi đây, nhưng không được động tay động chân. Đạo diễn, làm sao bây giờ, hay là dừng lại? Đừng gấp, đạo diễn Cao rất bình tĩnh, đợi Tần đại sư ra tay. Bố Tô Nhân Long khóc nức nở, không phải vậy, không phải vậy, con trai tôi bị bệnh, thực sự bị bệnh. Tần Lâm đột nhiên đứng dậy, đi qua đó, sắc mặt của Khổng Phàm Lâm đứng sau lưng thay đổi. Cậu Tần cẩn thận. Tần Lâm gật đầu. Cũng không quan tâm. Đừng nói là một người bệnh, cho dù là bộ đội đặc chủng thì cũng không thể làm Tần Lâm bị thương.
bắt mạch trước đã. Tâm trạng của Tô Nhân Long này không ổn định, vẫn có tư duy logic, thực sự không phải bệnh nhân tâm thần. Tháo còng tay ra đi. Tô Nhân Long hơi do dự, bác sĩ, tôi sợ tí nữa không khống chế được, làm anh bị thương. Tần Lâm nói, yên tâm đi, anh không làm tôi bị thương được đâu. Tô Nhân Long do dự một lúc sau mới gật đầu, bảo bố rút chìa khóa ra mở còng tay. Tần Lâm bắt mạch, mấy phút sau nhíu mày. Bệnh này, hiếm thấy. Tai có bị đau không? Tô Nhân Long gật đầu, đau, đau đến mức không ngủ được. Tần Lâm ấn vùng sau tai của anh ta, Tô Nhân Long lập tức đau đến mức nhe răng há miệng, sau tai bị sưng, hơn nữa lợi hơi đỏ. Ngoài tai ra, dưới nách, bên hông, đầu gối, bàn chân, phía ngoài đùi có đau không? Tô Nhân Long sững sờ, có hơi kinh ngạc. Không sai, bác sĩ, mấy chỗ anh nói tôi đều đau. Mọi người đều sững sờ đến há hốc mồm, đây là đau khắp toàn thân mà, cậu trai trẻ này còn trẻ như vậy mà phải chịu đau đến thế sao? Tần Lâm nói, anh không bị bệnh tâm thần. Đây là bệnh mật. Kinh khí hóa nhiệt sinh buồn rầu, tích tụ trong thời gian dài, gây tổn thương đến gan và mật, loại bệnh này khi đến cực điểm sẽ khiến cho toàn thân không thoải mái. Túi mật trong cơ thể con người điều khiển 12 kinh lạc, không cần nói cũng biết sự quan trọng của nó. 12 kinh lạc thay thế nhau sinh ra vật chất không thể bài tiết, can hỏa tích tụ, dẫn đến tính cách bạo ngược, tâm tình dễ nổi nóng, mất kiểm soát, mất lý trí. Vậy nên bệnh viện tâm thần không thể nào tìm ra anh bị bệnh gì, bệnh của anh là bệnh mật. Khán giả dưới sân khấu bị Tần Lâm nói đến sững sờ, mấy chuyên gia có kinh nghiệm cũng thấy vô cùng thú vị, loại bệnh này trên thực tế trăm năm không gặp, không ngờ lại gặp ngay trên chương trình. Sau khi Tần Lâm bắt mạch xong, Tô Nhân Long đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, bắt đầu thở hổn hển, mặt đỏ lên. Sắc mặt bố Tô Nhân Long thay đổi, chết rồi, mau đeo còng tay lại cho nó. Bố Tô vừa mới đeo còng tay cho anh ta, tuy nhiên đã muộn rồi, Tô Nhân Long đã thoát ra, nổi cơn điên. Tô Nhân Long vốn đang khỏe, tự nhiên thở dốc một hồi, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, sau đó cảm thấy toàn thân như bị nổ tung, không thể khống chế được bản thân, đứng dậy nổi điên. Mặc dù mất đi lý trí nhưng phán đoán của Tô Nhân Long vẫn còn, nhìn thấy Tần Lâm liền biết đây là một người đàn ông khó đối phó, vậy nên chuyển mục tiêu, xông vào bắt lấy Tiểu Lan. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ bệnh nhân này lại không bình thường đến vậy, có thể mất khống chế ngay tại đây. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, đúng là không giống người mắc bệnh tâm thần, nhưng còn nguy hiểm hơn người mắc bệnh tâm thần. Cho dù là người mắc bệnh tâm thần thì cũng không nóng nảy. Đầu óc chỉ có bạo lực như này. Tiểu Lan cũng tái mét mặt, cô ấy đứng cách người bệnh một khoảng ngắn, hơn nữa không có phòng bị, cô đi giày cao gót lùi lại mấy bước, đột nhiên quay đầu về phía sau. Tần Lâm tiến lên ôm lấy eo của Tiểu Lan, ôm cô ấy vào lòng, đồng thời xông vào Tô Nhân Long, Tần Lâm nắm lấy cổ tay của anh ta, hơi dùng sức. Tô Nhân Long bị đau liền quỳ xuống đất, Tần Lâm vội vàng dùng tay trái nhẹ nhàng đẩy, Tiểu Lan đứng vững lại. Sau đó, Tần Lâm duỗi hai ngón tay ra, ấn vào chính giữa ngực Tô Nhân Long, huyệt đàn trung. Điểm huyệt. Mấy chuyên gia có kinh nghiệm vô cùng kinh ngạc, không ngờ cậu trai này trẻ tuổi như vậy mà biết điểm huyệt. Điểm huyệt là một bộ môn rất cao siêu, giống như châm cứu vậy, cùng một huyệt vị nhưng lực đạo không giống nhau có thể tạo ra hiệu quả khác nhau. Huyệt đàn trung là huyệt vị lớn trong cơ thể con người, giống như đầu nút giao thông then chốt trong cơ thể, vô cùng quan trọng. Mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp hay viết điểm huyệt đàn trung là có thể giết người, thực ra cũng không phải chém gió, nếu như lực quá lớn, điểm huyệt đàn trung cũng có thể khiến người khác mất mạng. Có điều Tần Lâm dùng lực rất chuẩn, sau khi đâm vào, Tô Nhân Long lập tức thở ra một hơi, bắt đầu thở dốc từng hơi, cứ như nhịn thở rất lâu cuối cùng mới được thở ra vậy. Sau đó Tần Lâm đặt Tô Nhân Long trên mặt đất, lúc này anh ta không giãy giụa nữa, cởi áo sơ mi của anh ta, lấy kim bạc ra. Cắm hai cây lên ngực trái và ngực phải, thúc giục can hỏa và đảm hỏa trong người anh ta. Tay anh lấy ra 8 cây kim, cắm lên 4 phía quanh rốn anh ta, tạo thành một hình bát quái. Bát quái phong tề. Lão Nghiêm vỗ đùi, tất cả các chuyên gia có kinh nghiệm đều đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ. Không ngờ bọn họ lại có thể có cơ hội nhìn thấy kỹ thuật châm cứu cao siêu như bát quái phong tề, đúng là không uổng công sống mà. Sau khi đâm mấy cây kim xuống, Tô Nhân Long lập tức yên lặng, nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt, cắn chặt răng, dáng vẻ đau đớn vô cùng.
Tần Lâm bắt đầu xoa bóp từ vùng cổ của anh ta, những nơi tay Tần Lâm bóp qua, dấu đỏ nổi lên, từ cổ trở xuống đến ngực, đến vùng dạ dày, đến bụng. Nhìn thấy khi đến rốn, đột nhiên màu đỏ kia tỏa ra tứ phía. Rốn vẫn là gốc rễ của sinh mệnh, trong bụng mẹ, dinh dưỡng cũng được truyền qua rốn, vậy nên nơi này nhất định phải được bảo vệ thật tốt. Tần Lâm chặn lại tám huyệt lớn xung quanh rốn là để vây hỏa khí ở đây, không cho chui vào vùng rốn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dấu đỏ dần dần mờ đi, hiện rõ dấu vết trên bụng. Sau đó, Tần Lâm lấy ra một miếng trúc nhỏ, cái này tên là tấm cạo gió. Anh bắt đầu cạo gió ngay tại đây. Tấm trúc nhỏ cạo qua nơi nào, nơi ấy trở thành một mảng màu đen tím, trông vô cùng kinh dị. Tần Lâm vừa cạo gió vừa nói, chuẩn bị cho tôi một bát nước gừng, bỏ đường. Được, Khổng Phàm Lâm vội vàng chuẩn bị, luộc gừng lên, sau đó thả đường phèn. Chẳng mấy chốc, cả vùng da bụng của Tô Nhân Long đều trở thành màu đen, sau đó bát nước gừng nóng bỏng được bưng đến, Tần Lâm đỡ Tô Nhân Long lên, nói. Phải tranh thủ nóng uống hết bát nước này, càng nóng càng tốt, sẽ không làm anh bị thương, nhưng khá khó chịu, anh cố gắng một chút. Tô Nhân Long lúc này vô cùng yếu ớt, đã không còn sức để nói, có điều vẫn nghe thấy giọng Tần Lâm, gật đầu. Tần Lâm đổ nước vào miệng anh ta, nước nóng bỏng khiến cho Tô Nhân Long hơi khó chịu, anh ta hơi giãy giụa một chút, nhưng Tần Lâm giữ chặt rồi, ép anh ta uống hết. Sau khi uống hết bát nước, cả người Tô Nhân Long như thủy nhân vậy, toàn cơ thể đều là mồ hôi, nằm trên sân khấu thở hổn hển. Một loạt những động tác này khiến cho mọi người không nói gì, chỉ thích thú đón xem, ngay cả khán giả trước màn hình TV cũng há hốc miệng, trợn to mắt. Đây đúng là kích thích mà, vừa nãy vừa khó chịu người ta chữa bệnh bằng đông y nhàm chán quá, bây giờ đủ kích thích rồi nhỉ. Nghỉ ngơi một lúc, Tô Nhân Long chậm rãi ngồi dậy, xoa ngực mình, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, vui mừng. Thần y, đúng là thần y, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thế này, cả người đều cảm thấy vô cùng thư thái, đúng là thần y. Tần Lâm nói, tí nữa viết cho anh một đơn thuốc để giải nhiệt, anh phải uống thường xuyên, đồng thời ít ăn thịt, chứng bệnh của anh mặc dù chữa khỏi rồi, nhưng muốn trị tận gốc thì phải điều dưỡng tầm một năm, trong một năm này chắc sẽ không tái phát. Tô Nhân Long và bố Tô liên tục cảm ơn, hai bố con quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, cảm kích đến rơi lệ. Tần Lâm vội vàng đỡ hai người dậy, chữa bệnh cứu người là bổn phận của tôi, không cần làm như vậy. Tần Lâm rất tùy ý, cứ như chỉ vừa làm một chuyện nhỏ bé thôi vậy. Khán giả trước màn hình TV cũng vô cùng bái phục. Đại sư, đây mới là đại sư đại diện cho đông y, sau này tôi chỉ phục một mình Tần đại sư thôi. Ai nói bác sĩ đông y trẻ tuổi không chữa được bệnh, Tần đại sư vừa trẻ vừa có thực lực, chẳng trách người ta có thể làm bác sĩ trưởng. Tần đại sư quả là không ham hư vinh, mấy người xem anh ấy chẳng có chức vụ nào, chỉ là một chuyên gia đặc biệt mà thôi, có thể thấy tinh lực của người ta nằm ở việc nghiên cứu đông y hết rồi, mà không cần kiểm chứng, đây mới là cao thủ đáng để học tập. Không ai biết Tần đại sư rốt cuộc là ai, tôi muốn bái anh ấy làm sư. Anh đừng nằm mơ nữa. Người ta đeo mặt nạ, là không muốn lộ thân phận đó, chỉ cần lộ ra một chút chắc người ta biết hết cả họ hàng anh ấy luôn. Tần Lâm đeo mặt nạ để tham gia chương trình đúng là sáng suốt, ảnh hưởng của lần này quá lớn, rất nhiều người ngoài ngành không hiểu đông y, xem xong chương trình liền thề đi học đông y, nếu như biết Tần Lâm là ông chủ của y quán Hiên Viên, chắc người ngày ngày đến bái sư sẽ chặn đầy cửa. Sau khi chữa xong cho người bệnh thứ hai, chuyên gia có kinh nghiệm ở đây đều phục sát đất. Tần Lâm về vị trí ngồi của mình, tiếp tục giảng giải, rất nhiều chuyện ra đợi không được mà hỏi. Tần đại sư, xin hỏi nguyên lý của phương pháp châm cứu bát quái phong tề là gì ạ, cách ứng dụng thế nào? Có thể giảng kỹ một chút được không? Tần đại sư, làm thế nào để phân biệt can hỏa và đảm hỏa lúc nãy vậy? Tần đại sư, xin cậu vui lòng dạy bảo chúng tôi. Từng chuyên gia có kinh nghiệm lúc này cũng trở nên vô cùng khách khí, như học sinh thỉnh giáo giáo viên vậy. Lúc này họ không hề diễn, bởi vì đang phát sóng trực tiếp, nên vẻ mặt khiếp sợ của khán giả cùng với dáng vẻ khách khí của những chuyên gia có kinh nghiệm đều là những phản ứng chân thực nhất, hiệu quả chương trình vô cùng tốt. Đạo diễn Cao vô cùng hài lòng với vẻ mặt của mọi người, thầm nghĩ Tần đại sư này quả là danh bất hư truyền, Tô Nhân Long bị bệnh thần kinh, như thế còn chữa khỏi được ngay lập tức, đây đúng là làm dạng danh đông y mà. Vừa bắt đầu bọn họ còn lo Tần Lâm trẻ quá, cho dù biết chữa bệnh
có thể chỉ vì có được mấy phương thuốc cổ truyền vậy nên mới chữa được mấy chứng bệnh khó chữa, trở nên nổi tiếng mà thôi. Nhưng sau khi nghe anh nói một lúc, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ kiến thức chuyên ngành của Tần Lâm lại thâm sâu như vậy, hiểu biết về kiến thức cơ bản cũng vô cùng đến nơi đến chốn, thậm chí nhiều kiến thức cơ bản còn lợi hại hơn nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm đã làm việc trong ngành mấy chục năm đang ngồi ở đây. Đúng là rất giỏi, trẻ như vậy, y thuật cao siêu như vậy, hơn nữa còn làm đâu chắc đấy, sau lưng chắc chắn có danh sư chỉ dạy. Xin hỏi Tần Đại Sư, cậu kế thừa y thuật từ vị nào? Tần Đại Sư có bản lĩnh như vậy nhất định không phải tự học phải không? Có thể dạy được một đồ đệ như Tần Đại Sư nhất định phải là cao nhân ngoại thế. Tần Lâm cười, mấy ngày trước, mọi người đều chế nhạo một ông lão thần tiên ở trên mạng, nói ông ấy khuyên mọi người nên tin khoa học, kết quả lại chắp tay sau lưng nhảy xuống từ khoảng cách mặt đất tầm 100 mét, không biết mọi người còn nhớ không? Tần Lâm nói xong, mọi người đều gật đầu. Đương nhiên còn nhớ. Ngày hôm đó là lễ hội trao giải thường niên của Hổ Ngư, vô số phóng viên đều phỏng vấn ông cụ Diệp Hiên Viên, muốn hỏi vì sao nhiều người có máu mặt đều cúi đầu kính trả ông ấy, hỏi ông ấy có thực sự biết công phu không. Kết quả ông cụ đứng trước máy ghi hình bảo mọi người tin vào khoa học, sau đó nhảy từ tầng 30 mấy xuống, vững vàng hạ xuống đất, nhẹ nhàng rời đi. Video này khiến cho mọi người đua nhau đồn thổi, bị đồn thổi đến mức thần kỳ. Thậm chí sau này còn có người nói video dùng phần mềm Photoshop để chỉnh. Cũng có người nói ông ấy là cao nhân ngoại thế, ở ẩn nơi núi cao không đi ra ngoài, chỉ có điều người ngoài không biết mà thôi. Mọi người đều bàn tán, đoán ra một đống thứ, cũng mới hot nên Tần Lâm vừa nói, mọi người đều nhớ ra. Chẳng nhẽ, ông lão thần tiên kia là sư phụ của cậu? Tần Lâm gật đầu. Mọi người ở đây lập tức òa lên, đúng là danh sư xuất cao đồ mà. Ông lão thần tiên kia có phong thái bất phàm, không ngờ lại là một vị đại sư đông y. Có thể dạy được đại sư như cậu Tần đây thì đúng là có bản lĩnh hơn người. Một chương trình nửa tiếng, tổng cộng khám cho hai người bệnh, thời gian còn lại, Tần Lâm ngồi giảng giải một cách dễ hiểu lý luận đông y và phương pháp chữa bệnh. Nói có lý, có chứng cứ, khiến cho mọi người đều tin phục, mặc dù từ ngữ chuyên ngành y học rất nhiều, nhưng Tần Lâm còn trẻ vậy, cách nói chuyện cũng khá dễ hiểu. Cho dù là người ngoài ngành cũng hiểu được. Sau khi phát sóng trực tiếp, đông y chắc chắn được tuyên truyền rộng rãi. Tần Đại Sư đã trở thành đối tượng trong tim của vô số người, dù là nam hay nữ, già hay trẻ thì đều thích anh. Sau khi chương trình kết thúc, Đại hội Đông y lần này lập tức trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mọi nền tảng. Bác sĩ đông y thần bí lại là đồ đệ của Đại Sư nhảy từ tầng cao xuống. Ông lão thần tiên bảo mọi người tin vào khoa học còn có đồ đệ. Tần Đại Sư của Đại hội Đông y khiến mọi người kinh ngạc. Phát sóng trực tiếp của Đại hội Đông y đã kết thúc. Chương trình Đại hội Đông y đã chiếm top 10 hot search trên mạng đầy dẫy tin tức và những đoạn video cắt liên quan đến chương trình. Đông y vốn có rất nhiều đề tài, phát sóng trực tiếp Đại hội Đông y vô cùng đặc sắc, lại thêm Tần Lâm khiến mọi người kinh ngạc, anh lại là đồ đệ của ông lão thần tiên. Điều này càng khiến cho mọi người điên cuồng thảo luận, chủ đề bàn luận sau khi ăn cơm uống trà đa phần đều liên quan đến chuyện này. Tần Lâm tẩy trang ở sau sân khấu, nhận được tin nhắn Zalo của Tô Văn Kỳ. Là anh? Tần Lâm giả vờ ngu, cái gì mà là tôi? Tần Đại Sư á, tôi nhận ra anh rồi, đừng giả vờ nữa. Tần Lâm cười, anh đã hóa trang cho khác với ngày thường rồi, không ngờ Tô Văn Kỳ vẫn nhận ra. Bởi vì đại diện cho đông y giảng giải vấn đề nên cần phải nghiêm túc, vậy nên từ tạo hình trang phục đến giọng nói, cách nói đều khác với ngày thường, trông ra vẻ ông cụ non. Có điều Tô Văn Kỳ vẫn vừa nhìn là nhận ra. Nếu như cho mọi người biết người từng dính xì căng đan với tôi là anh, chắc anh lại hot lắm, tôi có thể ké một tí độ hot của anh. Tần Lâm cười cười trả lời, nếu như cô cần thì cô làm vậy cũng được, dù sao cũng không thấy mặt tôi. Tô Văn Kỳ trả lời, thật hay không đấy? Nếu như anh đồng ý là tôi làm thật đó. Làm đi. Sau đó, chưa đến nửa tiếng sau, Facebook lại nổi tin mới. Có cư dân mạng đào được ảnh bạn trai xì căng đan đi dạo chợ đêm với Tô Văn Kỳ mấy tháng trước, so sánh với Tần Đại Sư, nhận ra bóng lưng, chiều cao trùng khớp, nghi vấn hai người là một. Cùng lúc này, mọi người lại quan sát Facebook của Tô Văn Kỳ, phát hiện ra cô đăng rất nhiều tin về Đại hội Đông y. Còn có ảnh của Tần Đại Sư.
Từ những chuyện đó có thể đoán ra anh bạn trai thần bí của Tô Văn Kỳ là Tần Đại Sư. Mấy xì căng đan này của Tô Văn Kỳ vốn không phải tin tốt đẹp gì, nói cô ấy bị ông chủ lớn nào đó bao nuôi, nhưng không ngờ, người này lại là Tần Đại Sư. Trai tài gái sắc. Không sai, nếu như là người khác chắc không xứng với Tần Đại Sư. Lầu trên nói không đúng rồi, nên là, nếu là người khác chắc không xứng với Tô Văn Kỳ. Hai, nữ thần có bạn trai rồi, chúc phúc cho bọn họ thôi. Tô Văn Kỳ không trả lời thẳng nhưng chuyện này có vẻ như là thật. Tần Đại Sư của Đại hội Đông Y và Tô Văn Kỳ, hai cái tên đứng top hot search khắp Internet, bao trùm trên mọi tin tức. Đương nhiên, tất cả đều do đội ngũ của Tô Văn Kỳ đứng sau tạo ra, nếu như phải tạo xì căng đan với người khác, Tô Văn Kỳ thực sự sẽ không vui, nhưng tạo xì căng đan với Tần Lâm thì cô ấy rất chủ động. Ra khỏi trường quay, Lâm Nguyệt Giao nghĩ mọi cách để vào khán đài, nhưng không vào được. Bởi vì người muốn tìm Tần Đại Sư nhiều quá, đều muốn gặp Tần Đại Sư một lần, ngoài ra, những bậc thầy đông y cũng là đối tượng của bọn họ, có thể hỏi mấy câu là tốt nhất, không thì chụp ảnh cùng cũng được. Vậy nên Lâm Nguyệt Giao bị coi là thuộc kiểu này, bị chặn ở bên ngoài. Sau một hồi, Tần Lâm đổi quần áo bình thường đi ra ngoài, cũng không ai nhận ra anh, thuận lợi đi đến cổng. Lâm Nguyệt Giao nhìn thấy anh liền sững sờ, anh vừa đi từ đâu ra thế, sao lại có mặt ở đây? Tần Lâm tặng vé cho cô, Lâm Nguyệt Giao tìm anh mãi. Tần Lâm nói, tôi chui được vào sau khán đài, đứng ở đó xem. Lâm Nguyệt Giao vừa nghe xong liền kích động, anh có nhìn thấy Tần Đại Sư không? Tần Lâm mỉm cười, cũng được coi là nhìn thấy, sao nào muốn làm quen Tần Đại Sư à? Lâm Nguyệt Giao trợn mắt nhìn anh nói linh tinh gì vậy, anh nói xem Tần Đại Sư trông như thế nào? Tần Lâm lắc đầu, đeo mặt nạ nên anh không nhìn thấy. Hai, Lâm Nguyệt Giao thở dài, chỉ có thể bỏ cuộc. Gọi taxi đi về với Tần Lâm, Tần Lâm cũng qua hỏi thăm gì hay luôn, ăn ké luôn bữa tối. Sau khi về nhà, Lâm Nguyệt Giao lôi điện thoại ra lướt Facebook, kết quả càng lướt sắc mặt càng khó coi, nhìn thấy mấy tin đằng sau thì suýt khóc. Đường Mẫn hỏi, Nguyệt Giao, con sao vậy? Lâm Nguyệt Giao vội vàng lắc đầu, không sao ạ, con không có khẩu vị, mọi người ăn trước đi ạ. Nói xong Lâm Nguyệt Giao về phòng mình đóng chặt cửa, nhốt mình trong ấy. Đường Mẫn hơi buồn bực, Tiểu Lâm, Nguyệt Giao bị làm sao thế? Tần Lâm cũng bất đắc dĩ nói, cháu cũng không biết ạ. Lâm Nguyệt Giao này chắc nhìn thấy chuyện tình yêu của Tô Văn Kỳ với Tần Đại Sư nên buồn đây. Có điều như thế cũng tốt, nếu như để cô nhớ nhung, sau này biết anh họ mình là Tần Đại Sư thì chắc tan nát cõi lòng mất. Tiểu Lâm à, con có đối tượng chưa? Tần Lâm sững sờ một chút, gật đầu nói, cũng coi là có ạ. Vẫn nên bảo là có bạn gái rồi, nếu như lại nói không có, chắc gì hai lại giới thiệu cho anh mất. Đường Mẫn gật đầu, mấy ngày nữa đưa về cho dì hai xem, đúng rồi, họ hàng xa của nhà chúng ta ở thủ đô sắp tới muốn đến thăm, đến lúc đó con đưa bạn gái mình đến nhé. Á, vâng ạ. Họ hàng xa ở thủ đô, Tần Lâm chỉ biết mấy người có quan hệ khá tốt với dì hai. Nhưng quan hệ với mẹ mình thì bình thường, nhà xảy ra chuyện lớn như thế, cũng không thấy bọn họ đến giúp đỡ, vậy nên Tần Lâm cũng không có ấn tượng tốt với bọn họ. Có điều nếu đã đến thì tiếp đãi một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Sau khi về nhà, mấy ngày này độ hot của Tần Đại Sư khá cao, điện thoại reo liên tục. Rất nhiều người thông qua chương trình liên lạc với Tần Lâm, cũng có người xin bái anh làm sư, có người xin hợp tác thương mại, có điều đều bị Tần Lâm từ chối. Chẳng có mấy ai biết thân phận thực sự của Tần Lâm, vậy nên càng về sau càng ít người gọi đến. Hôm nay, điện thoại của Tần Lâm lại reo, là Tổng Thanh tra của Đài Truyền hình Trung ương Triệu Lệ Khôn. Tổng Thanh tra Triệu, có phải lại có người muốn bái sư không? Triệu Lệ Khôn cười nói, đừng lo, mấy người xin bái sư đều bị tôi từ chối rồi, lần này tìm cậu có chuyện khác. Ồ, chuyện gì? Theo như tôi biết, cậu còn có một chú út tên là Tần Ngọc Thư đúng không? Tần Lâm hơi sững sờ sau đó nói. Đúng, chú út của tôi qua đời lâu rồi. Tần Lâm có tổng cộng 4 chú, 2 cô, người nhỏ nhất là chú út Tần Ngọc Thư, lớn hơn Tần Lâm 12 tuổi, tiếc là qua đời từ sớm. Triệu Lệ Khôn hơi sững sờ, thở dài một hơi. Tôi nghe qua chuyện này rồi, lần này tôi gọi cho cậu là vì muốn hỏi, chú út của cậu có con nối dõi không? Tần Lâm nhíu mày, mặc dù chú út tôi hẹn hò nhiều nhưng chưa kết hôn,
không có con. Năm đó nhà họ Tần như mặt trời ban trưa, Tần Ngọc Thư cũng là con nhà giàu, hoa hoa công tử, vô cùng phong lưu. Nhưng chuyện lớn như kết hôn thì không thể tự mình quyết định, vậy nên chú Út chỉ có bạn gái nhưng chưa kết hôn, đương nhiên không có con nối dõi. Triệu Lệ Khôn nói, tôi hỏi là, có khả năng chú Út cậu ở bên ngoài có con mà cậu không biết không? Tần Lâm sững sờ, Tổng Thanh tra Triệu, ý bà là gì? Triệu Lệ Khôn nói, bởi vì gần đây cậu trở nên nổi tiếng, có người liên hệ với tổ chương trình chúng tôi nói là người thân của cậu, chúng tôi cũng không biết là thật hay giả, nên đến gặp cậu để hỏi. Tần Lâm nhíu mày, người thân của anh rất ít, ngoài trừ họ hàng xa, người thân trong nhà đều đã bị giết chết rồi. Chú hai có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi, lẽ nào còn có người khác? Triệu Lệ Khôn nói, có người gửi tặng cậu mấy món đồ, thế này đi, tôi sẽ gửi đến cho cậu. Nói xong, Triệu Lệ Khôn cúp máy, rồi gửi qua Zalo cho Tần Lâm mấy tấm ảnh. Tấm ảnh đầu tiên là chú Út Tần Ngọc Thư và một người phụ nữ chụp chung, Tần Lâm chưa từng gặp người phụ nữ đó bao giờ, chú Út rất phong lưu, từng có rất nhiều bạn gái, và lại lúc đó anh cũng còn nhỏ, nên tất nhiên không nhận ra. Tấm thứ hai vẫn là hai người đó, nhưng bụng của người phụ nữ đó đã to lên, nhìn qua có vẻ như đã 8-9 tháng, sắp sinh rồi. Bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động, nhưng độ phân giải của bức ảnh từ 10 năm trước rất bình thường, trông rất cũ kỹ. Tấm ảnh thứ ba là ảnh chụp người phụ nữ đó và đứa bé, trong ảnh không có chú Út. Người phụ nữ ôm đứa trẻ khoảng 3 tháng tuổi, có thể thấy đứa bé gái này có một vết bớt màu đỏ trên cổ chân, giống như một chiếc lắc chân vậy. Trên chân chú Út cũng có một cái, gần như giống hệt nhau, không cần xét nghiệm quan hệ cha con nữa, rõ ràng đây chính là con chú Út, xét theo vai vế, con bé chính là em họ của Tần Lâm. Người phụ nữ này là ai? Tần Lâm hỏi. Một lúc sau, Triệu Lệ Khôn trả lời lại, người phụ nữ này tên là Tống Phi, 10 năm trước đã treo cổ tự tử. Tần Lâm sững sờ, tự tử 10 năm trước. Lẽ nào là vì chuyện của chú Út? Không ngờ người phụ nữ này lại nặng tình như vậy, sau khi biết tin chú Út chết lại tự tử vì tình. Tội nghiệp cô bé này vừa sinh ra đã không có bố mẹ, hiện giờ chắc cũng đã 10 tuổi rồi. Có thông tin về cô bé này không? Có, mấy ngày trước có một bé gái đến đưa tôi tấm ảnh này, cô bé này tên là Tần Nha Nha, hiện giờ đang ở cô nhi viện Nam Sơn. Tần Lâm gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn Tổng Thanh tra Triệu, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ liên hệ với tôi. Trong chuyện này, Tần Lâm thực sự đã nợ bà ấy một ân tình lớn, nếu cô bé này là em gái của anh thật, vậy thì chú Út cũng có người nối dõi rồi. Tần Lâm lập tức ra ngoài bắt xe đến cô nhi viện Nam Sơn. Cô nhi viện này có quy mô không nhỏ, trông rất xa hoa, hoàn toàn không giống với những cô nhi viện cũ nát chiếu trên TV. Cô nhi viện Nam Sơn này trông giống như một ngôi trường cao cấp với chế độ 9 năm học, từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Bên trong có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa, nhưng theo kiểu đóng cửa, không ai được vào. Tần Lâm đến cửa nói. Xin chào, tôi đến tìm viện trưởng Miêu, tôi là bạn của Tổng Thanh tra Triệu của Đài Truyền hình Trung ương. Đã đánh tiếng từ trước nên bảo vệ ở cổng cũng biết tin này, anh ta liền đưa Tần Lâm vào bên trong. Bước vào sân chơi, thấy những đứa trẻ đó nhìn anh với ánh mắt nhiệt tình, tràn đầy hy vọng, có nhiều đứa trẻ còn cười với anh. Tần Lâm biết. Đây là kỹ năng của những đứa trẻ trong cô nhi viện. Bởi vì có rất nhiều phụ huynh muốn nhận con nuôi, bọn họ đến đây sẽ chọn đứa trẻ mình ưng ý nhất. Vì vậy khi bọn nhóc nhìn thấy người lạ thì sẽ nở nụ cười lễ phép, hy vọng sẽ được người ta nhận nuôi, từ đó có nhà của riêng mình. Thấy vậy, Tần Lâm cũng cảm thấy hơi chua xót. Không ngờ chú Út còn có con gái, khi nghĩ đến em gái mình cũng ở đây, hàng ngày mong chờ được người khác nhận nuôi như những đứa trẻ này. Trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Mau chóng bước vào phòng làm việc của viện trưởng Miêu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, hơi mập mạp, đeo kính, dáng vẻ của người đàn ông trung niên phì nhiêu điển hình. Nhưng người ta dù sao cũng là viện trưởng cô nhi viện, Tần Lâm vẫn rất tôn trọng ông ta. Xin chào viện trưởng Miêu, tôi là bạn của Tổng Thanh tra Triệu, tôi đến để gặp Tần Nha Nha. Viện trưởng Miêu mỉm cười, khi cười các nếp nhăn trên mặt xô vào nhau. Giống như Phật Di Lặc. Là Tần Đại Sư đúng không? Được, giờ tôi sẽ gọi cô bé đến đây. Nói xong, viện trưởng Miêu gọi điện thoại alo, bảo Tần Nha Nha đến phòng làm việc của tôi, anh trai cô bé đến rồi.
Tần Lâm ngồi trên ghế chờ đợi, không ngờ anh lại có chút hồi hộp. Dù sao Tần Nha Nha cũng là một cô bé 10 tuổi, có suy nghĩ và nhận thức riêng, không biết tính cách như thế nào. Ngay sau đó, cửa văn phòng mở ra, một cô bé buộc tóc đuôi gà bước vào, cô bé mặc một chiếc váy công chúa, trông rất sạch sẽ và xinh đẹp. Khuôn mặt non nớt của cô bé hơi hoang mang quay đầu, sau khi nhìn thấy Tần Lâm, sắc mặt cô bé trở nên hơi kỳ lạ. Anh, là anh trai của em sao? Tần Lâm quan sát cô bé một lượt, dịu dàng nói. Nếu không gì ngoài ý muốn thì chắc là vậy, để anh xem thử cổ chân em được không? Cô bé gật đầu, kéo tất chân xuống, thấy vết bớt màu đỏ ở cổ chân gần giống ý hệt chú út. Sau đó, Tần Lâm kéo tay cô bé, đứng dậy làm thủ tục với viện trưởng Miêu. Anh là anh trai em có muốn đi cùng anh không? Tần Nha Nha gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, hơi giống những đứa trẻ ngoài kia. Có tổng thanh tra Triệu đánh tiếng, Tần Lâm nhanh chóng làm xong thủ tục. Trở về nhà họ Tần, dì Phùng cũng nghe nói về chuyện của Tần Nha Nha, thì vô cùng vui vẻ. Người nhà họ Tần chỉ còn lại mấy người, không ngờ Tần Ngọc Thư lại còn con nối dõi. Sau khi về đến nhà, Tần Nha Nha rất ngoan ngoãn, không nói gì nhiều, bảo gì làm nấy. Tần Lâm nhìn vết bớt trên cổ chân cô bé, đột nhiên nói. Nha Nha, để anh bắt mạch cho em xem cơ thể có chỗ nào không khỏe không. Nha Nha sững sờ giây lát, không cần đâu anh, cơ thể em khỏe mạnh lắm. Không sao, anh sợ em ở cô nhi viện ăn không ngon. Tần Lâm cũng không để tâm đến lời từ chối của cô bé, trực tiếp bắt lấy cổ tay cô bé. Bắt mạch 2-3 phút, Tần Lâm thả tay ra, tốt lắm, hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ sắp xếp những việc khác cho em. Nói xong, Tần Lâm liền vào trong phòng, dì Phùng bắt đầu tìm phòng cho Tần Nha Nha, vô cùng nhiệt tình thu xếp ổn thỏa, nấu cơm cho cô bé. Buổi tối, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Bóng dáng nho nhỏ đột nhiên thức dậy. Bước vào phòng Tần Lâm, bắt đầu lục lọi khắp nơi, tiếng động rất nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, cũng không biết đang tìm cái gì. Tìm một hồi nhưng không có kết quả, trong tay đột nhiên có thêm một con dao. Con dao này cũng rất đặc biệt, là dao găm quân sự ba cạnh, tương tự như chiếc gai ba cạnh, cực kỳ sắc bén, có ba rãnh máu. Một khi đâm vào động mạch, máu sẽ nhanh chóng chảy ra theo ba rãnh này, có thể giết chết người chỉ với một nhát dao. Cô bé vung dao ba cạnh lên rồi đâm vào Tần Lâm. Phập, nhát dao đâm xuống, nhưng không hề có cảm giác đâm trúng, sắc mặt Tần Nha Nha biến đổi, biết bên trong không phải là Tần Lâm mà là chăn bông. Sự việc đã bị lộ, cô bé liền quay người định chạy. Vừa quay đầu, cổ đột nhiên đau đớn, cô bé bị Tần Lâm nhấc bổng lên bằng một tay. Cho dù là người đàn ông trưởng thành, Tần Lâm chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng nhấc lên. Huống chi là một cô gái nhỏ. Thấy vẻ mặt lãnh đạm của anh, rõ ràng là anh đã có chuẩn bị từ trước. Cô bé vùng vẫy yếu ớt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung dữ. Sao anh phát hiện được, bị Tần Lâm bóp cổ, cổ họng cố gắng phát ra câu nói, ánh mắt liền lên vẻ không cam lòng. Đáng lý ra, với diễn xuất không chê vào đâu được của cô bé, thì sao Tần Lâm phát hiện ra được chứ? Cô bé đã bắt chước những đứa trẻ ở cô nhi viện y như đúc. Lúc bọn cô được ông chủ nuôi dưỡng đều như vậy, và lại Tần Lâm chưa nhìn thấy cô bé bao giờ, thật sự không hiểu sao anh có thể nhìn thấu. Tần Lâm lạnh lùng nói, trên đời này có một loại bệnh giống như người lùn bẩm sinh, được gọi là người tí hon. Mặc dù tôi không biết cô, nhưng tôi có thể nhận ra mạch tượng của cô, một cô gái 20 mấy tuổi giả dạng thành đứa trẻ 10 tuổi, thì có thể có mục đích tốt đẹp gì được chứ. Nói xong, Tần Lâm đẩy tay ra, ấn cô ta lên mặt đất. Châm hai cây châm bạc xuống, cô gái lập tức không thể cử động. Kỹ năng diễn xuất của cô gái này quả thực rất tốt, mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng diễn không khác gì cô bé 10 tuổi. Và lại cô ta rất ít nói, không để lộ bản thân, lại càng giống với kiểu sợ sệt khi mới vào nhà người khác. Nhưng thật không may, cô ta có thể lừa gạt, nhưng mạch tượng thì không. Rất khó nhìn ra tình trạng của bệnh lùn bẩm sinh này, kể cả có đi bệnh viện kiểm tra cũng chưa chắc khám ra được bệnh. Nhưng Tần Lâm có thể cảm nhận được mạnh tượng dù là nhỏ nhất. Mặc dù bệnh lùn này không thể trị được, nhưng vẫn khó mà lừa được Tần Lâm. Cô gái nhắm mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng. Muốn chém muốn giết thì tùy, đừng mơ moi móc được bất kỳ thông tin gì từ tôi. Tần Lâm cười khinh bỉ, ăn nói kiên cường phết đó, nhưng cô ngây thơ quá rồi. Nói xong,
Tần Lâm châm kim vào gốc tai cô ta, trong khoang não đột nhiên truyền đến một cảm giác bỏng rát. Đôi mắt cô ta đột nhiên mở to ra, cảm giác bỏng rát này khiến cô ta suýt thì ngã quỵ. Tôi nói, cầu xin anh, tôi sẽ nói hết. Tần Lâm cười khinh bỉ, chút định lực thế này, còn giả bộ muốn chết. Rút cây châm ra, Tần Lâm nói. Có ba câu hỏi, cô trả lời cẩn thận thì tôi sẽ tha mạng cho cô. Được, tôi nhất định sẽ trả lời trung thực. Một cây kim châm của Tần Lâm suýt chút nữa đã giết chết cô ta không dám giấu giếm gì nữa. Vốn nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được tra tấn, nhưng một cây kim đã giày vò cô ta suýt chết. Tần Lâm hỏi, câu hỏi thứ nhất, tấm ảnh đó không giống giả, rốt cuộc có Tần Nha Nha không? Cô gái yếu ớt trả lời, có, vốn là ở cô nhi viện đó, nhưng tôi và viện trưởng Miêu hợp mưu thay thế bằng tôi rồi, hiện giờ Tần Nha Nha chắc đang ở cầu vượt. Tần Lâm nhíu mày, trên người toát ra ý muốn giết chóc, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Câu thứ hai, ai sai cô làm vậy? Là nhà họ Hoa ra giá cao bảo tôi làm như vậy. Tần Lâm gật đầu, anh cũng đoán được, trong tam đại gia tộc chỉ còn lại nhà họ Hoa, cũng chỉ có bọn họ có lý do đối phó với Tần Lâm. Còn câu thứ ba, câu hỏi thứ ba là gì? Cô gái nóng lòng muốn Tần Lâm hỏi câu thứ ba, sau đó nhanh chóng thả cô ta ra. Tần Lâm cười khinh bỉ, không cần câu thứ ba nữa. Nói xong, Tần Lâm đâm thẳng câu kim vào giữa ấn đường cô ta. Cô gái bỗng chốc trợn to mắt, đồng tử dần dần giãn ra, sau đó hai mắt trở nên đờ đẫn, ánh mắt phân ly, trở nên ngây dại. Anh là ai? Giọng nói non nớt, giống y như một đứa trẻ. Tần Lâm cười khinh bỉ, nếu cô đã thích đóng giả làm trẻ con, vậy thì làm thật đi. Tần Lâm không giết cô ta, chỉ hạ chỉ số thông minh của cô ta, thích đóng giả là đứa trẻ 10 tuổi mà, Tần Lâm sẽ kéo chỉ số thông minh của cô ta xuống lúc 10 tuổi. Gọi điện thoại cho Đoàn Bảo Đông, bảo ông ta thu xếp cô gái này, sau đó một mình đi đến cô nhi viện. Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy viện trưởng Miêu, Tần Lâm đã cảm thấy người này nham hiểm, xảo quyệt. Cái gọi là trực giác, mặc dù không có căn cứ gì nhưng vẫn khá có lý. Lúc đó Tần Lâm cảm thấy viện trưởng Miêu dù sao cũng là viện trưởng của cô nhi viện, cũng coi như là làm việc thiện, chắc là anh nhìn nhầm rồi. Không ngờ lão già này quả nhiên là giả vờ đứng đắn, nếu đã vậy, Tần Lâm cũng không cần khách sáo nữa. Lần nữa đến cô nhi viện, bảo vệ còn nhận ra Tần Lâm, chào hỏi rồi đưa anh vào trong. Tần Lâm mạnh mẽ bước vào văn phòng làm việc của viện trưởng, đẩy cửa bước vào, viện trưởng Miêu thấy anh thì hơi sững sờ, rồi mỉm cười. Cậu Tần à, sao cậu lại đến đây, còn thủ tục gì chưa xong à? Tần Lâm cười lạnh nói, đúng vậy, còn thủ tục chưa xong. Ồ, thủ tục gì vậy? Giết ông. Nói xong, không đợi viện trưởng Miêu phản ứng lại, Tần Lâm đã túm lấy cổ họng ông ta, dùng tay bóp nát thanh quản của ông ta. Viện trưởng Miêu đau đớn muốn hét lên, nhưng dây thanh quản đã bị tổn thương, chỉ có thể há to miệng mà không thể phát ra âm thanh. Tần Lâm cũng không nói gì, trực tiếp ấn chặt cổ tay ông ta lên bàn, bẻ 10 đầu ngón tay ra sau. Rắc rắc, ngón tay nối liền với tim, đứt một ngón tay cũng đã khiến viện trưởng Miêu đau tê tái, trán đổ đầy mồ hôi, nhưng muốn nói lại không thành lời. Ngón thứ hai, ngón thứ ba. Tần Lâm quá bá đạo, không thèm cho ông ta cơ hội giải thích. Một mạch bẻ gãy 5 ngón tay. Viện trưởng Miêu nằm xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ôm lấy tay, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tần Lâm nói, cho ông nếm chút đau khổ trước, kẻo ông nói lời vô nghĩa. Cho ông 3 phút, viết rõ ràng tất cả mọi chuyện về Tần Nha Nha, đến khi hết giờ nếu ông vẫn chưa viết rõ thì tôi sẽ tiến ông lên đường. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra, hẹn giờ đúng 3 phút đồng hồ, rồi để xuống bàn. Thấy vậy, viện trưởng Miêu sợ run cầm cập, vội vàng gắng gượng cầm bút lên bắt đầu viết. Vừa rồi Tần Lâm bẻ gãy 5 ngón tay của ông ta, thật sự đã khiến ông ta khiếp sợ, ông ta không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó nữa. Đám người này toàn là lũ ham sống sợ chết, không có ai cứng cỏi cả, Tần Lâm chỉ hơi dùng chút thủ đoạn đã quỳ phục rồi. 3 phút trôi qua, Tần Lâm cầm tờ giấy viện trưởng Miêu viết lên, ông ta viết rất nhanh và nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể nhìn rõ nét chữ. Tần Nha Nha thật đã ở trong cô nhi viện này gần 1 năm, bởi vì Tần Nha Nha bệnh tật bẩm sinh, nên các cô nhi viện không thích nhận, phí khám bệnh cho cô bé rất lớn, vì thế các viện trưởng cứ đùn đẩy qua lại. Dẫn đến Tần Nha Nha bị mấy cô nhi viện ghét bỏ,
từ nhỏ đến lớn đã đổi mấy nơi. Sau đó Tần Lâm xuất hiện, người nhà họ Hoa nhìn thấy Tần Nha Nha, bọn họ biết được thân phận của Tần Lâm, do đó đã lập ra kế hoạch này. Biết Tần Lâm không dễ chọc, nên tìm cô gái đó đỏng giả làm Tần Nha Nha, muốn đánh lén Tần Lâm. Tần Nha Nha thật đã bị bọn họ ném đến cầu vượt, không ai biết cụ thể thế nào, không chừng đã chết rồi. Sau khi biết được thông tin, Tần Lâm liền cầm một cây bút máy trên bàn lên đâm thẳng vào cổ hiệu trưởng Miêu, máu từng giọt chảy qua ngòi bút xuống đất. Tần Lâm nhấc chân đạp gãy chân tay của ông ta, sau đó khóa cửa lại, nhảy ra ngoài cửa sổ. Viện trưởng Miêu nằm yên bất động, yên lặng cảm nhận máu của mình chảy ra, toàn thân đau nhức, khổ sở chờ đợi cái chết. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Tần Lâm chạy xe thẳng đến cầu vượt. Thật ra, dưới chân cầu vượt có một nhóm người chủ yếu kiếm sống bằng nghề ăn xin. Hiện giờ rất nhiều người biết, có những người ăn xin là giả vờ chứ thực ra không đến nỗi khổ sở, ăn xin chính là một nghề của bọn họ. Có rất nhiều người ăn xin ban ngày xin tiền, ban đêm lái xe vào bar, đây là điều hết sức bình thường. Ăn xin hiện giờ là nhóm người có thu nhập cao, mỗi tháng kiếm 30-50 nghìn tệ là chuyện bình thường. Vì vậy có rất nhiều người tranh nhau làm nghề này, hình thành một xã hội nhỏ. Lúc này ở dưới chân cầu vượt, một nhóm người đang bao vây một cô bé. Cô bé cầm trên tay một chiếc bánh hamburger, là đồ ăn thừa của người khác. Cô bé cả người bẩn thỉu, trên mặt cũng dính bụi bặm, chỉ có đôi mắt rất sáng. Mấy người ăn xin đứng trước mặt, trong đó có một người đàn ông cao to khỏe mạnh, ăn mặc rách rưới, cầm trên tay một chai bia, vừa uống vừa say khướt nói. Nhóc con này sinh sống cũng ổn phết nhỉ, còn được ăn hamburger cơ đấy. Hôm nay kiếm được bao nhiêu? Cô bé quỳ xuống đất, cầm chặt chiếc hamburger của mình, ánh mắt có chút cảnh giác. Không được bao nhiêu, hơn 100 thôi. Cô bé sau khi bị cô nhi viện đuổi ra ngoài, bởi vì người tí hon giả mạo cô bé, nên hiện giờ cô bé thậm chí còn không có thân phận, chỉ có thể ở đây xin ăn. Cũng may trông cô bé đáng thương, nên không ít người tốt bụng cho cô bé tiền, còn mua hamburger cho cô bé ăn, hơn 100 tệ trong bát là thành quả của hôm nay. Cô bé nghĩ, nếu xin thêm được nhiều hơn chút nữa thì có thể đi học rồi. Những đứa trẻ khác 10 tuổi đều đang đi học, còn cô bé không biết gì cả, ở cô nhi viện cũng chỉ được học những công việc nhà như nấu cơm, giặt quần áo. Người đàn ông uống bia cười khinh bỉ, 100 mà còn ít à. Có biết tao là ai không? Tao là đại ca chỗ này, mày có thể gọi tao là anh Lượng, mày mới tập tành làm ăn mà không biết chào hỏi tao à. Tần Nha Nha hơi sợ hãi, nhưng vẫn tỏ ra rất lễ phép. Chào anh Lượng. Anh Lượng cười khinh bỉ, vươn bàn tay vừa to vừa bẩn ra trước mặt Nha Nha. Biết nào thế nào rồi chứ? Mặc dù Tần Nha Nha mới 10 tuổi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy đã khiến cô bé trở nên khá trưởng thành, biết bản thân thuộc nhóm yếu thế, nên cũng không phản kháng. Đưa hết 100 tệ của mình vào tay hắn ta. Anh Lượng hài lòng gật đầu, tốt, nhóc con hiểu chuyện đấy. Nhưng chỗ này của mày còn ít quá, tuổi của mày rất đáng thương, nên kiếm được nhiều hơn mới phải. Chủ yếu là do cơ thể mày không được, thế này đi, tao sẽ đánh gãy một chân của mày, ngày mai mày sẽ xin được nhiều tiền hơn, thế nào? Thực ra ngành nghề ăn xin này có rất nhiều quy tắc, có người chân tay bình thường, có người lại bị gãy. Nhất là trẻ con, sống đầu đường xó chợ lại còn gãy chân gãy tay rất dễ giành được thương cảm của người khác, nhiều khi một đứa trẻ xin ăn được nhiều tiền hơn người trưởng thành gấp mấy lần. Còn loại người quản lý như anh Lượng, thường sẽ thu hết tiền lại, sau đó chỉ cho bọn họ một ít tiền để ăn cơm, còn áp bức bóc lột hơn cả bá kiến. Nhưng những đứa trẻ này cũng không còn cách nào, bị đánh gãy chân tay, nếu không có người quản lý bọn họ, thì có thể sẽ chết ở đầu đường, trẻ con cũng không có nhiều năng lực như vậy. Chỉ có thể yên lặng chịu áp bức. Tần Nha Nha vô cùng sợ hãi khi nghe tin mình sắp bị đánh gãy chân. Đừng đánh em, ngày mai em sẽ xin nhiều hơn có được không? Tần Nha Nha nắm chặt tay, lo lắng nhìn bọn họ. Cho dù Tần Nha Nha vô cùng đáng thương, nhưng những kẻ làm nghề này thì lấy đâu ra lòng thương chứ, cho dù đánh thương hơn nữa thì bọn chúng vẫn thờ ơ lạnh lùng. Xin nhiều hơn, với bộ dạng này của mày thì có thể xin được mấy trăm chứ? Tin tao đi, đánh gãy một chân, thì mai mày sẽ có thể xin được 2-3 nghìn, sau khi đánh gãy chân tao sẽ bó bột cho mày, 3 tháng sau là sẽ lành lại thôi. Hai mắt Tần Nha Nha ửng đỏ, đừng, đừng. Cô bé cũng không biết phản kháng thế nào, muốn chạy,
nhưng nhiều người bao vây như thế cô bé cũng không chạy được, Tần Nha Nha chỉ có thể từng bước lui lại phía sau. Anh Lượng cười khinh bỉ, tiến lên nắm lấy cánh tay của cô bé. Lại đây! Hai tên mập mạp đi lên ấn Tần Nha Nha xuống dưới đất. Nào, kéo chân của nó! Một người tiến lên, kéo chân của Tần Nha Nha, hai người cầm lấy một thanh gỗ, vung vẩy trên chân Tần Nha Nha. Anh Lượng, đánh ở đâu ạ? Hai người chỉ vào vị trí đùi của Tần Nha Nha, đánh vào đùi đi, như vậy sẽ trông khổ hơn, giữ chặt vào, tao bắt đầu đây. Nói xong, tay của anh Lượng liền giơ lên cao. Lúc sắp đập xuống, một giọng hét đột nhiên vang lên từ phía sau. Dừng tay! Hai tên sững sờ giây lát, quay đầu thì bị ăn ngay một cú đấm giữa mặt. Cơ đau dữ dội ập đến, nước mắt nước mũi trào ra. Anh Lượng lập tức bay ra ngoài, cả người đập mạnh xuống đất phát ra tiếng như bom nổ. Tần Lâm xông lên trước, vung chân lên đá vào cánh tay của tên đang kéo cổ chân của Tần Nha Nha. Một tiếng, rắc, vang lên, cánh tay của hắn lập tức bị gãy, chiếc xương trắng ẩn thò ra, trông rất đáng sợ. Tần Nha Nha đã khóc nức nở, cả người run rẩy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Tần Lâm nhanh chóng đỡ cô bé dậy, thấy vùng trán giữa đôi lông mày giống chú Út y như đúc, Tần Lâm chỉ thấy sống mũi cay cay. Con của chú Út, cho dù là con ngoài giá thú nhưng cũng là con cháu nhà họ Tần, lại lưu lạc thành ra thế này. Trời đang rất lạnh, nhưng cô bé vẫn mặc một chiếc quần đùi và áo ngắn tay, cổ chân lộ ra chiếc bớt giống hệt chú Út. Tần Lâm xoa đầu Tần Nha Nha, dịu dàng nói. Đừng sợ, anh là anh của em, sau này sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. Tần Nha Nha lau nước mắt, lắc đầu, anh không phải, em không có anh. Tần Lâm thở dài, anh thật sự là anh của em, sau này có anh rồi, không ai có thể bắt nạt em nữa, nào, đứng bên cạnh anh. Tần Nha Nha hiển nhiên vẫn chưa tin lắm, nhưng đứng đến bên cạnh Tần Lâm quả thực rất an tâm, ít nhất còn tốt hơn là bị người ta đánh gãy chân. Anh Lượng bị đấm gãy mũi, nằm xuống đất một lúc lâu vẫn không đứng dậy được, mấy phút sau mới được người đỡ dậy, ôm lấy mũi và nói một cách hằn học. Con mẹ nó, mày là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.